hoặc là đặt câu hỏi thì mọi người vui lòng cứ chat vào trong cái phần chat box. Sau đó là mình sẽ kiểm tra và mình sẽ giải đáp giúp mọi người. Được chưa ạ? This conference will now be, this conference is no longer being recorded. Ok, mình sẽ bắt đầu cái buổi đào tạo ngày hôm nay. Mình xin giới thiệu qua một chút về bản thân mình. Hiện tại mình tên là Hà, Hà Phạm. Mình đang là phó giám đốc của công ty cổ phần Minh Nghệ Thành Nam. Thì công ty mình ở làng nghề Ý Yên, ở Cát Đằng, ở Yên Nam Định. Và đây là một số cái mặt hàng của bên mình hiện tại đang kinh doanh và đang bán ở trên Alibaba. Bản thân mình thì cũng là các doanh nghiệp và cũng là người làm trực tiếp giống như các bạn ở đây, và thêm vào đó là bên mình có tham gia vào đội ngũ giảng viên của Alibaba, thì cũng là muốn chia sẻ với mọi người về những cái cách mà mình làm và cách mình kinh doanh ở trên Alibaba như thế nào để đạt được hiệu quả. Thì buổi ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người về cách đăng bài và post bài, đăng post sản phẩm để đạt được hiệu quả nhất. Đầu tiên thì mình muốn có bật BMG không ạ? À? Bật nhỏ xíu, BMG là cái gì nhỉ? Lucia, BGM là gì? Nhạc nền là không, chị không có bật nhạc nền. Mọi người có ai nghe thấy nhạc nền khi mà mình nói không? Alo Linh, Linh Nhật ơi, Linh Nhật có ở đấy không? Các bạn khác có ai nghe thấy nhạc nền không nhỉ? Nếu các bạn nghe thấy nhạc nền các bạn ấn phím 1 giúp mình nhé. Còn nếu không thì không cần nhé. Ok, không có nhạc nền. Vậy chắc là do cái đường truyền của Lucia có vấn đề thôi. Ok các bạn, vậy mình tiếp tục bắt đầu. Cái việc đăng sản phẩm ở đây là mình muốn nhấn mạnh với các bạn là đăng sản phẩm nó quan trọng như thế nào ở trên cái nền tảng thương mại điện tử nói chung, bởi vì là khi mà mình đã kinh doanh online, kinh doanh ở trên nền tảng online thì cái việc đăng sản phẩm là cái rất là quan trọng. Ai đó đang bật mic nghe có vẻ. Kiểm tra. Các bạn đã tắt hết mic đi giúp mình nhé. Rồi. Thì cái việc đăng sản phẩm là một cái điều cực kỳ quan trọng, bởi vì là khách hàng họ đến với các bạn thông qua những cái sản phẩm đấy. Ở đây là một cái mô hình, cái phễu về cái việc từ cái việc mà các bạn đăng sản phẩm và nó đưa đến những cái đơn hàng của các bạn như thế nào. Thì thông thường khách hàng họ sẽ có những cái hành vi như sau. Thứ nhất là người ta sẽ xem view, view tức là lượt xem cái sản phẩm khi mà người ta search ở trên nền tảng thương mại điện tử. Sau đó là người ta sẽ click vào cái sản phẩm đó. Sau khi click xong thì người ta sẽ inquiry, và từ inquiry gửi đến order. Thì mình sẽ vào cụ thể hơn và mình nói cho các bạn biết là như thế nào là inquiry, là view này, click này. Ví dụ như là mình search woman dress. Thì khi mà mình đánh bất kỳ một cái từ gì đó trên cái thanh công cụ tìm kiếm này, the search này, thì đây chính là cái từ khóa, được chưa? Đây chính là từ khóa này. Thì các bạn click vào woman dress và các bạn chọn tìm ở trên trang chủ Alibaba. Các bạn kéo thì con chuột của các bạn di đến hình ảnh nào, đi đến đâu thì đấy là một lượt view, được chưa? Ví dụ như là mình đi đến cái sản phẩm này đã là tính là một lượt view cho cái sản phẩm này rồi. Đi xuống bên dưới là một lượt view khác cho những sản phẩm khác. Ví dụ như cái sản phẩm này, mình kiểm tra phía bên ngoài, thứ nhất là hình ảnh này, các bạn thấy không? Khi mà cái nhà cung cấp họ đăng sản phẩm lên, thì đây chính là cái hình ảnh ở trong quá trình họ đăng, thì đây là cái hình ảnh đầu tiên ra và khách hàng họ nhìn thấy này. Thì cái hành vi đầu tiên của mình là mình sẽ nhìn hình ảnh trước, được. Sau đó mình sẽ nhìn đến tên của sản phẩm. Tên cái sản phẩm này nó có đúng là cái sản phẩm mình đang tìm không? Sau đó sẽ nhìn đến giá. Sau đó là sẽ nhìn đến những cái thông tin khác như là cái nhà cung cấp này là người ta đã hoạt động được bao lâu rồi, số sao bao nhiêu, tỷ lệ phản hồi bao nhiêu.
đấy, ví dụ các bạn chỉ vào đây sẽ nhìn thấy là tỷ lệ phản hồi này. Nếu như mình thấy cái sản phẩm này ok, mình sẽ click vào sản phẩm này thì được là một click dạ. Đây nhá, mình sẽ đi lên tiếp này, một view này, từ cái view này nó bắt đầu cái từ khóa của các bạn, được chưa? Từ khóa đúng thì sẽ tìm được cái view và view cao, sau đó là cái click sẽ liên quan đến hình ảnh, chất lượng, giá, tỷ lệ phản hồi là những cái thông số lúc nãy mình phân tích cho các bạn. Và sau khi click vào đây rồi, các bạn sẽ đọc các thông số này. Được chưa? Khi mà click vào hẳn cái sản phẩm này, mình sẽ kiểm tra, đọc hết cả các thông tin. Thông tin về sản phẩm, công ty, certificate. Nếu như mà cái sản phẩm đúng là cái sản phẩm mà khách hàng họ tìm, sẽ gửi query cho khách hàng bằng cách click vào contact supplier hoặc chat now thì chính là gửi inquiry. Được chưa? Thì cái việc gửi inquiry này nó liên quan đến cái mô tả sản phẩm. Xin lỗi nha, các bạn nào lại vẫn đang bật micro, vậy các bạn tắt đi giúp mình với. Các bạn mute hết micro của mình giúp mình với. Ok. Thì cái việc mà cái mô tả sản phẩm này càng chi tiết càng cụ thể thì cái lượt inquiry hỏi hàng này sẽ càng cao. Và khi mà inquiry hỏi hàng càng cao, bạn Helen ơi, mình biết là mình có thể tắt được nhưng mà mình hình như chưa được cho cái quyền tắt unmute hết ấy, là đang chưa tìm thấy ở chỗ nào. Lúc nãy thì mình có thấy rồi nhưng mà hình như đã bị bỏ cái quyền đấy rồi hay sao á. Có rất nhiều bạn vẫn đang để micro. Bạn đợi mình một chút nhé, để mình gọi cái bạn quản lý để các bạn ấy tắt đi giúp mình. Hai Linh Nhật ơi, Linh Nhật có đấy không ạ? Bạn Duy Hùng này, bạn Đồng này, Nguyễn Tiến Anh này, các bạn đã tắt mic của mình với Thu Hằng này, bạn Linh này, EO này, Jack Nguyễn này, mọi người vẫn đang để micro hiển thị màu xanh ấy, mọi người unmute nó đi, tắt nó đi để cho nó khỏi ảnh hưởng đến người khác hộ mình vậy. Bởi vì là đường link này là không phải mình lập ra nên ra mình không được quyền unmute hết. Rồi, ok các bạn. Đó, xin lỗi vì đã làm gián đoạn. Mình quay lại một chút về cái việc là từ khi mà mình gửi inquiry cho khách hàng thì cái việc mà chốt đơn hàng như thế nào ấy thì nó lại phụ thuộc vào kỹ năng của đàm phán và nội tại của từng doanh nghiệp. Cho nên là khi mà các bạn nhìn thấy cái hình phễu này này thì có đến 3/4 cái chặng đường là nó nằm trong tay mình, nó nằm liên quan đến cái việc đăng sản phẩm này rồi. Tức là mình cũng đã nắm chắc ở cái, mình cũng nắm được khá là nhiều cái advantage về cái việc là chốt được khách hàng hay không. Bởi vì nếu như mình không thể bắt đầu từ lượt view, lượt click inquiry này thì sẽ không bao giờ xuống coupé được chốt đơn hàng, đúng không? Cho nên là mình hãy cố gắng để làm việc tốt ở cái phần đăng sản phẩm đó, làm tốt ở cái phần đăng sản phẩm này thì sẽ có cái cơ hội kinh doanh đến với mình khi mà mình có cái cơ hội để tiếp cận với khách hàng và khách hàng trao đổi với mình và để chốt order. Thì cái việc này lại phụ thuộc vào cái kỹ năng làm việc của các bạn. Đấy, thì đây các mọi người sẽ nhìn thấy được cái mối liên hệ giữa cái việc tăng sản phẩm và cái cơ hội kinh doanh là như thế nào. Bởi vì như lúc ban đầu mình có nói là cái việc kinh doanh online cũng như là kinh doanh ở trên nền tảng thương mại điện tử thì mọi thứ nó đều phụ thuộc bằng hình ảnh, bằng câu chữ, bằng những cái nội dung đó. Chứ lại còn mình đâu có gặp mặt nhau trực tiếp để mình có thể trao đổi đàm phán được, đúng không? Cho nên là cái ấn tượng ban đầu tiên là cái việc sản phẩm của mình như thế nào. Rồi tiếp theo là
À, ok, cái này là lúc nãy mình làm chi tiết hơn, mình đã mô tả cho các bạn rồi. À, khi mà có từ khóa chính xác thì có được lượt view này. Khi mà những cái thông tin hiển thị này thì sẽ đưa lại cho mình các lượt click này về hình ảnh chính này, tên sản phẩm và giá. À, và khi đã mô đăng sản phẩm với mô tả chi tiết rõ ràng thì sẽ đưa lại cho mình cái inquiry. Được chưa? Tiếp theo là mối quan hệ giữa cái việc đăng sản phẩm và xếp hạng sao. Thì mình chắc chắn là mọi người ai cũng đã biết được cái mọi người đều hiểu sao là gì đúng không? Sao là gì? Sao xếp hạng nó chính là những cái biểu nó chính là cái sao xếp hạng này ấy, nó là một cái hệ thống đánh giá về cái khả năng thương mại điện tử của người bán hàng trên Alibaba. Đó, thì cái số sao này nó được xếp hạng từ 0 cho đến 5. Và từ 0 cho đến 5 này nó chia ra thành các tiêu chí và cũng như những cái hạng mục như sau. Cái hạng mục thứ nhất là về sản phẩm. Hạng mục thứ hai là về service, dịch vụ. Hạng mục thứ ba là về marketing. Và trong mỗi cái hạng mục này chia nhỏ ra, sẽ chia nhỏ xuống bên dưới này. Thì cũng đã có những cái giảng viên chia sẻ rất là cụ thể về bài star rating này và làm thế nào để tăng số sao. Còn ở đây mình chỉ giới thiệu một cách chung chung thôi để cho các bạn nắm được cơ bản và hiểu được là vì sao cái việc đăng sản phẩm nó lại liên quan đến cái xếp hạng sao. Thì trong cái xếp hạng sao này thì cái sản phẩm chiếm tới 1 phần 3 cái tỷ trọng. Như các bạn nhìn thấy đây, cái này là 1, cái này là 2, cái này là 3. Thì nguyên cái sản phẩm này là một phần rồi. Và trong cái phần sản phẩm này nó chia làm hai mục nhỏ, hai cái tiêu chí nhỏ. Thứ nhất là số lượng cái sản phẩm đăng lên, thứ hai là điểm số của cái sản phẩm đó, tức là nó liên quan đến số lượng và chất lượng đấy. Cái sản phẩm này số lượng để đạt được 5 sao phải đạt được 350 sản phẩm, và cái chất lượng của nó phải đạt được 4.0 thì sẽ được lên, thì cái tiêu chí sản phẩm này sẽ được 5 sao của cái tiêu chí này, được chưa? À, và cái việc này thực ra là nó nằm ở trong tay của mình và các doanh nghiệp hoàn toàn có thể làm được, cho nên là mình hãy cố gắng để đạt được những cái tiêu chí này, đạt được 350 sản phẩm và đạt được 4.0 điểm cho từng sản phẩm. Thì ngày xưa thì cái công bởi vì Alibaba cũng vào Việt Nam được 10 năm rồi. Và ngày xưa thì cái công nghệ kỹ thuật của mọi về cái công nghệ thì nó chưa được cao ấy, cho nên là có thể cái điểm số đăng tải như này nó còn thấp, nhưng mà hiện tại bây giờ cũng phải đến 99% các doanh nghiệp không ai để cho những cái con số này thấp, nó thấp cả, và các doanh nghiệp đều hầu như là đều đạt được cái chỉ số 4.0 cho mỗi cái sản phẩm. Còn cái việc mà đạt được số đăng sản phẩm hay không thì chỉ cần các bạn chăm chỉ thôi và các bạn cứ đăng đều đặn. Nó chỉ khó khăn đối với thời gian đầu cho những cái doanh nghiệp mà mới bắt đầu tham gia Alibaba thôi. Còn sau này mà khi các bạn đã tham gia Alibaba độ khoảng 6 tháng đến 1 năm rồi thì đương nhiên cái con số này sẽ là con số đạt được và các bạn sẽ duy trì thôi. Còn nếu không thì tối thiểu mình cũng phải đạt được 100 nhá. Tối thiểu cũng phải đạt được 100 sản phẩm bởi vì nó nằm là vị trí 3 sao. Bởi vì là khi khi là 3 sao thì các bạn không sử dụng KWA, không sử dụng cái quảng cáo sẵn từ khóa ấy, thì số sao tối đa của các bạn chỉ đạt được 100 sao thôi. Cho nên là ít nhất là mình có phần cũng phải đăng được 100 sản phẩm để mình đạt được điểm số tối đa cho cái sản phẩm này là 100. Nhưng mà cái số điểm của cái sản phẩm đấy cũng phải là 4.0. Ok. Và đây là bốn cái lý do vì sao cần phải tăng xếp hạng sao. Bởi vì là khi mà cái số sao của mình tăng lên ấy, cái phần bên trên này mình đang nói với các bạn cái mối liên hệ giữa sản phẩm và số và xếp hạng sao. Bởi vì là khi mà đăng sản phẩm nhiều và đạt tiêu chí thì xếp hạng sao sẽ cao. Vậy thì bây giờ sẽ là giải thích cho câu hỏi là vì sao cái xếp hạng của cái sao này nó lại cao mà sẽ tốt cho cái doanh nghiệp. Bởi vì là thứ nhất là khi mà mình số sao cao, xếp hạng cao thì vì cái số sao này của mình sẽ được hiển thị tới khách hàng họ sẽ nhìn thấy cái số sao hiển thị của mình. Ví dụ như trường hợp cái doanh nghiệp này, các doanh nghiệp này này, người ta sẽ nhìn thấy số xếp hạng sao nó chính là cái viên kim cương, chưa? Viên kim cương này hiển thị ở cái trang đầu tiên của sản phẩm, phía bên ngoài sản phẩm. Ví dụ như bên này đang được 4 sao, cái doanh nghiệp này 4 sao chứng tỏ là họ đang dùng sử dụng quảng cáo từ khóa này. Những cái doanh nghiệp này 1 sao này, tại KWA này, cái đăng tải sản phẩm cái này được 3 sao này, được chưa?
Thì thứ nhất là hiển thị số sao tới khách hàng, mà khách hàng họ search ra cái từ khóa của mình và search ra sản phẩm của mình, và họ nhìn thấy là của cái doanh nghiệp người bán này họ có số sao cao, tức là cái kỹ năng và cũng như cái khả năng thương mại điện tử của người ta tốt, thì người ta mới đạt được cái số sao cao như vậy. Tức là mọi mọi chỉ tiêu, mọi chỉ số đều tốt, về sản phẩm tốt, về service tốt, về marketing tốt, cho nên là cái số sao của cái doanh nghiệp này nó cao, tức là mang lại cái độ tin tưởng cho doanh nghiệp đó. Ví dụ như là đây là một cái sản phẩm hiện tại bây giờ ra hàng, việc của bên mình đang là 3 sao, và đây là cái sản phẩm của mình, nó đang được hiển thị trên cái new arrival của trang chủ của Alibaba. Được chưa? Nó thể hiện ở trên cái trang chủ của Alibaba này, mình sẽ cho các bạn nhìn thấy. Không biết là bây giờ nó còn không, bởi vì cái này nó sẽ update và nó cập nhật thường xuyên ấy. Có những lúc nó sẽ thấy, còn có những lúc sẽ không thấy, bởi vì nó còn hiển thị cho những cái doanh nghiệp khác. Đây không có, sáng nay vừa mới có, mình phải copy về luôn, paste vào luôn để có bằng chứng. Còn hiện tại bây giờ đã bị thay thế bởi cái sản phẩm khác rồi. Chắc là nó sẽ chạy theo từng khoảng thời gian ấy, phụ thuộc theo từng ngành hàng. Cái lý do, đây là cái lý do thứ ba là bởi vì nó sẽ được hiển thị trên khu vực marketing của trang chủ. Do cái sản phẩm này của mình nó đạt 3 sao, cho nên là cái sản phẩm này của mình nó được hiển thị, gian hàng của mình nó là 3 sao, cho nên là có những cái sản phẩm mà được sự được khách hàng tìm kiếm nhiều ấy, một cách organic ấy, thì nó sẽ được hiển thị trên những cái phần marketing này. Và vì nó được hiển thị như vậy cho nên là cái việc tiếp cận của khách hàng đến những sản phẩm của mình nó sẽ cao hơn so với những cái sản phẩm khác, bởi vì nó đã hiển thị hẳn là trên cái trang chủ rồi. Khách hàng đương nhiên trước khi vào bên trong đều phải đi ra qua bên ngoài để người ta nhìn xem cái trang chủ này có những cái gì và nhìn thấy cái sản phẩm nào. Cái tiếp theo là khi mà số sao cao thì sẽ tăng thứ hạng tìm kiếm. Như các bạn nhìn thấy ở đây, đây là thứ hạng tìm kiếm thông thường, original search ranking bình thường sẽ là như thế này, nhưng mà khi số sao của các bạn thăng hạng thì cái hệ thống cũng như là cái AI của Alibaba ấy, nó sẽ ưu tiên hiển thị và nó sẽ boosting cái search ranking của mình cao lên. Càng số sao cao thì cái boosting này nó càng cao, tức là hệ thống Alibaba họ sẽ ưu tiên cho những cái gian hàng mà có số sao cao thì nó sẽ ưu tiên cái search ranking cao. Thì ví dụ như sản phẩm của bạn sẽ nằm ở top trang đầu tiên này, hoặc là nó sẽ hiển thị cho những khách hàng tiềm năng, bởi vì ngay cả khách hàng thì họ cũng phải có account và cũng được đánh giá giống như người bán ấy, cho nên là nó sẽ được hiển thị nhiều hơn cho những người khách hàng tiềm năng hơn, người ta đã có những cái giao dịch ở trên Alibaba rồi. Lý do cuối cùng đấy là cái quyền mua thêm showcase. Cái showcase nó chính là cái những cái kệ gian hàng giống như những con mannequin đứng ở cái cửa hàng shop quần áo hoặc những cái shop bình thường ấy, thì cái sản phẩm mà được hiển thị trên showcase thì nó sẽ tăng được 4,3% so với những cái sản phẩm thông thường khác. Ví dụ như các bạn đang đăng 350 sản phẩm và các bạn có 5 gian hàng có 5 cái showcase, thì 5 cái sản phẩm của cái showcase đấy sẽ có cái độ hiển thị exposure cao gấp 4,3 lần những cái sản phẩm khác. Đó. Thì đó chính là bốn lý do vì sao mà mình cần tăng cái xếp hạng sao. Và để tăng được cái xếp hạng sao thì cần phải làm được cái việc đăng sản phẩm thật tốt. Thì lúc đó thứ hạng sao của mình sẽ tăng lên, giúp cho thứ hạng sao của mình tăng lên. Được chưa? Mình sẽ đi cụ thể hơn tiếp về cái việc đăng tải sản phẩm nha. Thứ nhất này, nói qua một chút về cái chính sách về việc đăng sản phẩm trên Alibaba. Thì ở đâu cũng vậy, cũng đều phải có, mình cũng phải quy định và có chính sách hết. Thì trên Alibaba không phải là cái gì người ta cũng bán, mà chỉ bán những cái sản phẩm mà ngoại trừ những cái sản phẩm sau đây. Thứ nhất, mình chỉ nói chung thôi, ví dụ như là những cái sản phẩm nào mà bị cấm bởi các bởi vì Alibaba nó là cái nền tảng toàn cầu mà, cho nên là nó sẽ bị ảnh hưởng bởi bất kỳ những cái quốc gia nào mà có mặt Alibaba. Và hoặc là khách hàng cũng như người mua người bán ở quốc gia đó, cho nên là nó sẽ cấm tất cả những cái sản phẩm đó, những cái sản phẩm mà cái quốc gia đó mà trong luật của cái quốc gia đó quy định là bị cấm. Đây là một list một số cái danh sách mà bị cấm này. Thứ nhất là thuốc này, thuốc là không được bán.
những chất cháy nổ, vũ khí, những cái sản phẩm bị cấm bởi các luật lệ của quốc gia hoặc liên bang, hoặc là những cái sản phẩm, những cái dịch vụ service mà illegal, không hợp pháp, không hợp lệ thì là cũng bị cấm. Thì đó là những cái sản phẩm mà bị cấm của Alibaba. Cho nên là trước khi mà mình nghiên cứu thị trường, mình định bán cái gì đó thì các bạn phải đọc thật kỹ về những cái chính sách này nhé. Mà để xem được những chính sách này thì các bạn xem ở đâu? Mà dưới này là mình có cái đường link này. Các bạn có xem ở cái đường link này là thứ nhất. Thứ hai là có thể vào cái phần này để có thể tìm được. Bạn có thể vào đây. Vào phần, nếu như các bạn mà đã có sản phẩm rồi ấy, thì các bạn vào thử cái phần edit này nhé. Edit sản phẩm này. À không, nó ở bên ngoài cơ. Cái phần mà mình đang post một sản phẩm mới. Trước khi mà mình đăng post một sản phẩm mới thì nó đều yêu cầu mình là phải đọc những cái chính sách của cái sản phẩm đó. Đây này. Vào cái phần đăng post sản phẩm mới nhé. Cái phần dưới cùng này. Vào Product Listing Policy này. Các bạn click vào đây và các bạn đọc hết những cái quy định của cái policy đó. Thì policy này thì đương nhiên là nó viết bằng tiếng Anh, nhưng mà để mình hiểu một cách nôm na, nếu các bạn không khá về tiếng Anh ấy, thì mình có thể lên Google Translate và Google Translate và mình đọc thôi. Nó sẽ có rõ những cái quy định liên quan đến việc là những cái sản phẩm nào bị cấm ở trong cấm bán hàng trên Alibaba. Rồi, tiếp theo là trước khi đăng sản phẩm thì mình cần phải chuẩn bị những gì? Ở đây là mình đang liệt kê ra 6 bước, những cái việc mà mình cần phải làm. Không nghe được tiếng à? Bạn FMG, mình kiểm tra xem nào. Chắc là cái đường truyền của bạn bị làm sao thôi, chứ còn mọi người vẫn nghe được bình thường, bạn Việt nhé. Mọi người vẫn nghe được bình thường. Nếu như mà các bạn thấy có trục trặc gì, mọi người thể out ra, sau đó mọi người vào lại xem thế nào, bởi vì đôi khi cái đường truyền nó cứ bị trục trặc như vậy ấy. Mình out ra, mình vào lại là có thể nó sẽ bình thường lại. Rồi, thế chuẩn bị những cái gì trước khi mình đăng sản phẩm nào? Thứ nhất là danh sách từ khóa, thấy chưa? Bởi vì là như phía bên trên này mình nói cái rất quan trọng liên quan đến đăng sản phẩm mà, đó là từ khóa. Từ khóa nó chính là cái đầu vào và nó là cái nguồn vào đầu tiên, dữ liệu đầu tiên để khách hàng họ tìm được cái sản phẩm của mình. Cho nên cái việc đầu tiên mình phải có đó là có được cái danh sách từ khóa. Thứ hai là có được cái danh sách tên sản phẩm. Thứ ba là một cái folder đầy đủ hình ảnh và video cần được up và cần được đăng lên. Thứ tư là những cái mô tả chi tiết của cái sản phẩm đó. Năm là giá sản phẩm. Đó. Thứ sáu là những cái thông tin khác liên quan đến thông tin của doanh nghiệp này, các chứng chỉ, quy trình sản xuất, đóng gói, vận chuyển, thanh toán, mọi các thông tin khác. Bây giờ mình sẽ đi lần lượt và các bạn cần phải nhớ rằng là khi mà mình đăng sản phẩm ấy, không phải là mình sẽ đăng từng sản phẩm, không phải là mình đăng sản phẩm đầu tiên, sau đấy mình đi tìm hết những thứ này rồi mình đăng lên, sau đấy là mình lại đăng sản phẩm thứ hai, mình lại đi tìm một lần nữa rồi mình đăng lên, thì mình sẽ không làm như vậy nhé. Làm như vậy nó sẽ rất mất thời gian và nó không có một cái lộ trình cụ thể. Nên là cái việc các bạn cần làm ở đây, các bạn nhìn thấy mình đều nói là danh sách, tức là các bạn phải collect lại hết một lần và các bạn đăng lên. Nhưng mà một lần này thì không phải là các bạn đăng vài trăm sản phẩm hoặc vài nghìn sản phẩm, mà cái một lần này có thể chia nhỏ ra. Ví dụ như là tuần này mình dự định là mình đăng 10 hoặc 15 sản phẩm này, thì mình sẽ chuẩn bị những cái thông tin này cho 10 và 15 sản phẩm đó. Và mình đăng hết 10 15 sản phẩm đó một lần. Đại loại mỗi lần mình sẽ làm theo từng rổ, từng túi, từng chia nhỏ ra. Thì mình tìm một lần và mình đăng một lần. Sau đó là sang tuần sau mình dự kiến là mình đăng khoảng 20 sản phẩm nữa, hoặc là 30 sản phẩm nữa, thì mình tìm các thông tin cho bằng đó sản phẩm và mình đăng liên tiếp. Mình chia nhỏ ra nhé. Chứ còn một lần mà tìm hết các thông tin cho 500 sản phẩm để mình đăng lên thì nó cũng hơi ngại đấy. Cho nên là nên chia nhỏ ra.
nhưng mà không được làm lắt nhắt từng cái một cũng lại mất thời gian. Thì từ cái bước 1 cho đến bước 5 thông thường là cái thông tin mà mình sẽ phải mất công và mất nhiều thời gian nhất. Còn cái bước 6 như này, những cái thông tin khác này thì hầu như là mình đã có rồi. Khi mà mình làm mini site, làm mini site là mình cần phải có hết những cái thông tin này hết rồi. Và khi đó áp sản phẩm mình chỉ việc copy paste các thông tin này vào thôi và không cần phải tìm lại những cái thông tin này làm gì, trừ khi là các bạn muốn thay đổi và các bạn muốn cải tiến lên cho nó tốt hơn. Còn lại là sử dụng lại những cái thông tin mà mình khi mình làm mini site. Rồi bây giờ mình đi vào cái đầu tiên, đó là cái danh sách từ khóa mình sẽ chuẩn bị như thế nào. Đó. Ừ. Danh sách từ khóa ấy, thì cái từ khóa để mình có được thì đương nhiên là mình sẽ phải vào cái phần keyword analysis. Thì khi mà các bạn đã dùng Alibaba rồi thì không có ai là không còn biết đến keyword analysis nữa đúng không? Mình quá quen với cái thuật ngữ này rồi, bởi vì nó là một cái công cụ cực kỳ hữu ích của Alibaba cung cấp cho người dùng. Bởi vì là cái phân tích từ khóa này không có Alibaba cái được free cái này thôi, chứ còn ví dụ như các bạn dùng của ad của cái gì nhỉ? Keyword Tool hay là bất kỳ những cái khác đều phải trả tiền trả phí ấy. Còn cái này là trên nền tảng Alibaba mình là thành viên thì mình được dùng free miễn phí. Và để sử dụng được cái keyword đó chúng ta sẽ làm như sau. Mình sẽ vào keyword analysis. Đợi mình một chút, mình vào lại. Vào My Alibaba này. Giờ đầu tiên vào vào My Alibaba. Sau đó vào phần Analytics. Trong Analytics thì tìm đến mục Keyword Analysis. Đó, vào hẳn cái phần Keyword Analysis. Thì cái phần này là phần mà chứa tất cả những cái từ khóa của nền tảng Alibaba mà những khách hàng họ sử dụng để tìm kiếm các sản phẩm. Các bạn sẽ điền cái từ mà các bạn mong muốn vào đây. Ví dụ như mình tìm từ bamboo tray chẳng hạn. Nó là cái sản phẩm của bên mình á. Bamboo tray. Sau khi đánh được cái tên cái từ khóa mà các bạn quan tâm vào đây rồi, các bạn hãy chọn time range của mình hãy sử dụng là 30 ngày, bởi vì khi mà các bạn sử dụng khoảng thời gian mà nó rộng và nó xa thì cái độ hiệu quả của nó sẽ cao hơn, phân tích được chính xác hơn. Cái terminal này nó là những cái nền tảng hiển thị, ví dụ như của PC là của máy tính bàn này, app này, ở trên 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 điện thoại. Còn WAP này nó là cái vào vào đường link của Alibaba nhưng mà bằng trên điện thoại thì gọi là WAP. Cái countries and region này thì đối với những cái bạn nào mà các bạn có thị trường mục tiêu rồi thì các bạn hãy chọn thị trường mục tiêu của cái ngành hàng và cũng như cái sản phẩm đó. Còn nếu không thì các bạn cứ dùng là global thôi nhé, chọn global. Thì đây chính là cái historical trend của cái từ khóa Bamboo Trace đó, theo từng ngày một, chỉ số của từng ngày. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Ví dụ ngày 20 tháng 2 thì có search index là 11, tức là có 11 khách hàng tìm kiếm sản phẩm này. Thì nó kéo dài từ 14 tháng 2 cho đến 16 tháng 3, trong khoảng 30 ngày đó. Và khi mà kéo xuống dưới đây các bạn sẽ nhìn thấy phân tích về cái từ khóa. Mình sẽ hướng dẫn các bạn là lấy từ khóa như nào sẽ hiệu quả ha. Thứ nhất là list liệt kê những cái từ khóa liên quan đến cái từ khóa chính mà mình đến cái từ khóa chính mà mình tìm. Đây. Trong khi mà mình đánh Bamboo Trace thì nó hiện ra là Bamboo Trace này, Bamboo Bát Trace này, đấy, tất cả những cái tên từ khóa khác. Và ở đây nó có đến 12 trang, 1 trên 12 trang, và mỗi trang là 100 từ. 100 từ nhân với 12 là 1.200 từ. Rất nhiều đúng không? 1.200 từ. Nhưng mà không phải mình dùng hết 1.200 từ này mà mình chỉ chọn lọc những cái từ nào mà nó có hiệu quả với mình thôi. Và nó thực sự nó là cái sản phẩm của mình đang dùng thôi, chứ mình cũng không phải là dùng hết tất cả 12 cái nghìn từ khóa này được. Search index nó chính là số lượt tìm kiếm trong vòng 30 ngày.
Đó, ở đây còn khi mà các bạn trò vào đây nó sẽ phân tích cho mình cụ thể về từng tháng là cái từ khóa đó nó có cái xu hướng tăng giảm như thế nào. Ví dụ như từ khóa này, từ khóa Ocean Trail Surfing Bamboo chẳng hạn nhé, thì nó là từ khóa mới nổi, có thể gọi là một từ khóa mới nổi bởi vì là gần đây nó mới có nhiều thôi chứ ngày xưa thì không có. Còn như từ Bamboo Trail này là từ khóa, gọi là từ khóa được sử dụng nhiều rồi, nó từ khóa chuẩn và chính xác cho cái sản phẩm đó cho nên là người ta sử dụng nhiều đấy. Fluctuations này nó là cái tỷ lệ so sánh giữa kỳ trước và kỳ này, tức là 30 ngày trước và 30 ngày tiếp theo, nó được tăng 37,6%, tức là cái từ khóa Bamboo Trail này tăng 37,6% so với cùng kỳ cái thời gian trước đó, 30 ngày trước. Còn click through rate nó là cái tỷ lệ chuyển đổi của khách hàng từ lượt view sang lượt click vào cái sản phẩm đó. Cái competitive index nó là tỷ lệ và cái độ cạnh tranh của cái sản phẩm này. Ví dụ như cái từ sản phẩm đầu tiên, cái từ khóa đầu tiên có 74 nhà cung cấp sử dụng cái từ khóa Bamboo Trail này. Tuy nhiên là ví dụ như sản phẩm cái từ khóa là Bass Trail Bamboo này chỉ có 10 khách hàng sử dụng thôi. Đó, còn cái chỉ số bên cạnh này, màu đỏ thì là tăng, màu xanh thì là giảm nhá. Từ khóa đầu tiên này là nó có tăng tăng lên 2,8% cái độ cạnh tranh so với 30 ngày trước đó. Đó. Thì đối với bản thân mình ấy, mình rất quan tâm đến cái search index và click through rate này. Bởi vì sao? Bởi vì là cái mục tiêu cuối cùng của mình cũng vẫn là khách hàng click vào cái sản phẩm đó. Click vào sản phẩm của mình. Bởi vì là khi khách hàng họ click vào sản phẩm của mình thì mới có cơ hội để họ gửi inquiry cho mình. Cho nên là mình sẽ thường xuyên và hay chọn những cái từ khóa nào mà có cái click through rate này nó cao. Còn mặc dù là nó giảm xuống nhưng mà thật ra đối với mình là nó không quá quan trọng về cái việc là nó giảm, trừ khi nó giảm quá nhiều và không có ai tìm, nhưng mà cái search index này nó vẫn cao và cái click và cái tỷ số này nó giảm, tỷ lệ này nó giảm thì nó không ảnh hưởng gì. Nhưng mà cái search index này nó thấp ấy, nó thấp ít xuống bên dưới, nó thấp ví dụ như có một hai người tìm thôi ấy, thì cái đấy là cái không không sử dụng rồi. Sau khi mà các bạn có được cái danh sách như này nhá, thì mình hướng dẫn các bạn một cái cách để các bạn có thể lọc được cái từ khóa một cách hiệu quả. Đây. Đây. Thông thường khi mà tìm từ khóa các bạn sẽ đều cần phải copy, mình sẽ thực hiện luôn cho các bạn xem cách làm nhé. Mình sẽ copy này. Đối với mình ấy, thì mình chỉ tìm những cái từ khóa mà có cái lượt search index này nó tương đối cao một chút. Ví dụ như mình có thể dùng đến 50 từ khóa đầu tiên, 50 từ khóa đầu tiên thế thôi, chứ mình không dùng quá nhiều bởi vì thực ra là cái search index nó thấp ấy, một hai người tìm nó cũng không giải quyết được gì cả và nó cũng không thu lại được cho mình nhiều lượt view cũng như lượt click, cho nên là mình chỉ dùng khoảng 50 cái từ khóa đầu tiên thôi. Đối với tùy từng sản phẩm, tùy từng ngành hàng nhé, đối với ngành hàng của mình như vậy, nhưng có những cái ngành hàng mà nó có độ cạnh tranh cao ấy, thì có cái lượt search index nó rất là cao, lúc đấy các bạn sẽ được cân đối. Đó. Sau đó mình sẽ paste vào file sao. Có cả cái này thì mới ra đây. Các bạn paste vào file Excel này. Paste. Được chưa? Sau khi paste vào Excel thì bây giờ mình phải chỉnh sửa nó cái file này một chút. Bởi vì là những cái chỉ số của fluctuation và click through rate thì nó nằm ở tiếp cận bên này, chứ nó không nằm ở bên này đâu. Đúng không? Thì bây giờ chúng mình sửa thế nào đây? Thứ nhất là cái nào nó cũng có một cái ô trống ở giữa. Mà khi có ô trống ở giữa này thì mình không thể lọc được, không thể dùng filter để lọc được, cho nên là mình phải xóa hết những ô trống đấy đi bằng cách mình đánh số thứ tự hết để có các ký tự đầy đủ, tất cả các ký tự ở trong những cái ô này của file Excel. Nào, sau đó bây giờ mình sẽ dùng cái công cụ filter để mình lọc
mình lọc những cái ô trống. Các bạn nhìn thao tác của mình chọn blank. Đấy, và bây giờ mình xóa hết cái chữ này đi, xóa hết đi, và xóa hết những ô trống đi ạ. Mình bỏ lọc thì sẽ còn lại là những cái ô có dữ liệu đúng không? Đó, những cái ô này có dữ liệu, và bây giờ mình copy hết những cái phần này trở về, à, về đúng chỗ của nó. Đấy, thấy chưa? Và bây giờ là các bạn đã có một cái file hoàn chỉnh. Nó giống hệt cái file ở phía bên trang kia. Đấy. Thì từ cái file này bây giờ mình lại phải ngồi mình lọc từng cái keyword một. Bởi vì là không phải cái keyword nào nó cũng là cái từ khóa của mình. Nó không phải là cái nào là cái sản phẩm của mình ấy. Mình phải đọc để mình xem là cái từ khóa nào nó sát với cái sản phẩm của mình nhất. Nếu như nó không sát với sản phẩm của mình thì mình xóa nó đi. Mình ví dụ nhé, ví dụ như cái sản phẩm này nó không sát, nó không phải là từ khóa của mình. Của mình là bamboo tray, nó là cái khay bằng bằng tre cơ. Nếu như cái này nó có cái gì đấy là khay bằng nhựa, hoặc là nó là một cái sản phẩm khác chẳng hạn, thì mình sẽ phải xóa nó đi. Hoặc là bamboo animal tray này, cái feeding tray hay gì đó, mà nói chung là nó không liên quan đến sản phẩm mình, thì xóa nó đi. Được chưa? Và khi mà các bạn làm cũng phải như thế, các bạn cần phải lọc. Bởi vì khách hàng họ chỉ dừng lại với những cái sản phẩm mà đúng và là những sản phẩm họ đang tìm kiếm thôi. Kể cả các bạn có kiếm được rất nhiều lượt view nhưng mà không ai click vào thì nó cũng rất là vô nghĩa. Cho nên là cái quan trọng của mình phải là khách hàng click vào đúng sản phẩm đó. Nếu như đúng là nhu cầu thì em click, còn nếu không đúng nhu cầu thì không click đâu. Rồi, sau khi loại bỏ được những cái từ khóa mà nó không đúng với cái sản phẩm của mình thì mình sẽ lọc tiếp đến cái lượt search. Mình sẽ ưu tiên những cái người có lượt search cao. À, những cái từ khóa có lượt search cao rồi, sau đó là mình sẽ tìm đến cái click through rate, sẽ ưu tiên cho những sản phẩm mà có lượt click cao. Còn những sản phẩm nào mà có lượt click thấp hoặc là bằng không thì mình bỏ đi. Các bạn có thể vào đây các bạn chọn. Ví dụ như lượt click không, không có lượt click thì mình xóa nó đi. Các bạn xếp theo thứ tự. Lượt click thấp, các bạn xóa đi. Đấy. Vậy là bây giờ chúng ta đã có một cái danh sách đúng không? Thì đây chính là danh sách về từ khóa. Mà như mình nói với các bạn, đây chính là danh sách về từ khóa. Ok, nhưng mà khi mà đăng sản phẩm thì mình cần 3 từ khóa. Cần đến 3 từ khóa đúng không? Thì thôi từ từ mình sẽ nói tiếp về cái việc mà cần 3 từ khóa rồi mình sẽ làm cái từ khóa đó như thế nào. À, đi tiếp nha. Đó là mình đã tạo được một cái danh sách từ khóa rồi. À, thì các bạn lưu ý này. Khi mà đăng bài thì các bạn được sử dụng 3 từ khóa và tối đa là 128 ký tự. Và không nên sử dụng các từ khóa bị lặp lại để tối ưu hóa từ cái từ khóa đó. Đây, vì sao mà mình lại nói như thế? Ví dụ như đây. Khi mà đăng sản phẩm thì các bạn sẽ nhìn thấy cái mục này, cái phần keyword product này, nó chính là cái nơi để các bạn điền 3 cái từ khóa vào đây. Thì khi mà các bạn đã có danh sách rồi, các bạn chỉ được copy paste cái từ khóa này vào thôi, copy paste, chứ không phải ngồi nghĩ và đi tìm nữa. Đâu đấy mình chỉ là cái thao tác để cho mình hoàn thiện cái những cái bước này thôi. Được chưa? Và tối đa là 128 từ khóa, các bạn nhìn đây, 128 từ khóa, à 128 ký tự cho mỗi cái từ khóa đó. Rồi, và các bạn không được sử dụng những cái từ khóa đó lặp lại. Bởi vì là nếu như lặp lại như vậy thì coi như ba cái từ khóa này là một rồi. Hoặc là trên này, trên cái tên sản phẩm này các bạn dùng một từ khóa, dưới này dùng y hệt như vậy thì coi như sản phẩm này chỉ có một từ khóa thôi. Nó đâu có thể vươn tới được nhiều khách hàng với nhiều cái lượt tìm kiếm khác nhau đâu. Cho nên là các bạn cố gắng để trên tên sản phẩm một từ khóa, cái bên dưới này là ba từ khóa khác nhau nữa, là các bạn có nhân 4 lần cái cơ hội của khách hàng họ có thể tìm được cái sản phẩm mà người ta mong muốn và cũng như là sản phẩm mình bán. Dạ. Tiếp theo là cách làm ra cái danh sách của cái tên sản phẩm. Đó. Mình đã có từ khóa rồi mình mới tìm tên. Vì sao lúc nãy mình không viết tên đi rồi mình làm từ khóa? Bởi vì là trong cái tên sản phẩm này cần phải dùng từ khóa mà, cho nên là mình phải tìm từ khóa trước. Rồi sau đó mình mới
tìm đến cái tên sản phẩm, từ khóa trước sau đến với tên sản phẩm. Bây giờ như thế nào là một cấu trúc tạo ra một cái tên sản phẩm tốt? Cái này là những cái hướng dẫn mà cũng như gọi là cái một số những cái tip của Alibaba nhé. Cái này mình cũng học từ Alibaba thôi. Người ta hướng dẫn như thế nào thì mình làm như vậy. Đôi khi là mình có thể thay đổi theo cách của mình, nhưng mà mình có thể thử xem là nó có hiệu quả hay không. Còn đây là Alibaba có một quyển hướng dẫn trên cái đường link này này, và hướng dẫn về cái việc mình sử dụng từ khóa và cũng như là cái tên sản phẩm như nào. Thì một cái cấu trúc tạo ra một cái tên sản phẩm tốt thì nó bao gồm một cái từ, bao gồm 4 phần như sau. Thứ nhất là phần marketing words, là cái từ về marketing ấy, ví dụ như là hot seller, best selling, hay là new arrival đó, những cái kiểu mà marketing nói lên cái độ quảng cáo cái sản phẩm đó, từ khóa đó. Thứ hai là attribute words, tức là nó là cái từ để phân tích thể hơn cái sản phẩm của mình, ví dụ như về màu sắc, về kích thước, về dung lượng, như cái này nó là bán cái USB, cho nên nó mô tả về dung lượng và kích thước này, dung lượng 16GB màu trắng đó. Core words, nó là cái từ khóa chính và cũng chính là cái tên của cái sản phẩm đó, MP3 player, được chưa? Nó chính là cái từ chính. Use it scenarios, nó chính là cái cách sử dụng của cái sản phẩm đó. Thì nó sẽ, đây là một cái từ tạo ra một cái tên sản phẩm tốt và hiệu quả, như là ngắn gọn và đầy đủ cho khách hàng. Đây là khi mà các bạn tạo ra một cái danh sách tên sản phẩm thì các bạn cũng nên bắt nguồn từ 4 yếu tố như này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà mình làm ha. Cách mà mình làm như sau. Đây, cái này nó cũng hơi lằng nhằng một chút, bởi vì nó liên quan đến Excel. Ở cái này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách thức mà các bạn có thể sử dụng và trộn như thế nào để tạo ra cả nghìn tên, rất nhiều cái tên, 1.000 cái tên sản phẩm hoặc 2.000, tùy các bạn thích bao nhiêu cũng có, bao nhiêu cũng có luôn. Thứ nhất nhỉ, mình có thể gọi cái này là cái marketing word này. Cái này của mình là cái core word này, là cái từ khóa chính này. Cái từ này có thể là attribute này. Attribute word này. Cái này có thể để nó là cái usage này. Usage. Dạ. Thì đương nhiên là không phải sản phẩm nào nó cũng đầy đủ được 4 cái yếu tố này. Tuy nhiên là các bạn có thể tham khảo nhé. Ví dụ cái từ đầu tiên của mình muốn dùng nó là marketing words thì mình có thể để nó là made in Vietnam, high quality, best selling, được chưa? Mình sẽ điền vào đây. Thứ hai là attribute, mình mô tả cái sản phẩm của mình nó cụ thể hơn về cái tính chất của nó, ví dụ disposal, handicraft, eco friendly, handmade gifts, natural. Đó, thì các bạn có thể điền vào đây. Còn cái core word nó chính là cái từ khóa chính. Và cái từ khóa chính này nó là cái từ khóa mà mình vừa nhặt ra được ở trong cái keyword analysis. Mình vừa nhặt ra được trong cái keyword đó. Cho nên mình sẽ đặt nó vào đây. Đặt nó vào đây. Và cái phần usage này thì các bạn có thể điền theo cái sản phẩm của bạn. Bởi vì cái sản phẩm này của mình, cái usage của nó chỉ có một thôi, cho nên mình có thể thay đổi theo những cách dùng khác và những cái từ khác. Ví dụ như tableware, dinnerware sets, crop production, production in bulk. Nó có nhiều cách để mình đặt lắm. Và sau khi mình đã có được 4 cái từ chính như thế này rồi, thì đây là cái cách để mình trộn, để mình tạo ra hàng nghìn những cái tên khác nhau. Các bạn nhìn, cái 4 cái cột này, nó là 4 cái cột dùng với công thức VLOOKUP random between, có nghĩa là cái file Excel nó sẽ trộn cho mình lẫn lộn từ số 1, ví dụ cột đầu tiên từ số 1 đến số 15 này, nó sẽ trộn lẫn lộn và nó để random từ trên xuống dưới, nó sẽ không để xét theo thứ tự mà nó xét từ trên xuống dưới.
Cũng tương tự cột số 2, cột số 3, cột số 4 vậy các bạn nhìn nhé. Khi mà mỗi lần mình enter là những cái từ này đều nhảy. Nó đều thay đổi cái thứ tự của nó. Nó đều thay đổi thứ tự của nó. Được chưa? Và mỗi lần nó thay đổi thứ tự như vậy thì mình đã làm được lên một cái tên sản phẩm mới rồi. Sau khi mà đặt được công thức cho bốn cái cột này xong thì sẽ đến cái phần này. Phần này là phần mình kết hợp giống như là dùng cái công thức concatenate thôi. Thì ngoài thay vì dùng concatenate thì mình dùng bằng dấu và này. Dùng bằng cái dấu và này để mình nối bốn cái từ này lại với nhau. Bốn cái từ mà sau khi đã được random rồi ấy. Nối bốn cái từ đó với nhau thì mình được tạo nên một cái tên của cái sản phẩm. Và cái tên này nó bao gồm đầy đủ một trong bốn, bao gồm đầy đủ bốn cái yếu tố này, bốn cái từ này rồi. Được chưa? Thì đây là tạo ra cái cột này là cột tên của sản phẩm. Thì cột tên sản phẩm này, cái yêu cầu của nó là tối đa 128 ký tự. Thì ở đây mình đếm luôn xem là cái từ này của mình có bao nhiêu ký tự. Mình dùng hàm len, dùng hàm len để mình đếm. Thì ví dụ như cái đầu tiên nó có 72 ký tự này, dưới 71, 79. Đấy. Thì những ký tự này nếu nhỏ hơn 128, hầu như ký tự này đúng không? Nhỏ hơn 128 hết. Còn nếu như những cái nào mà nó cao hơn 128 thì các bạn chỉ lọc thôi. Các bạn lọc từ thấp đến cao rồi các bạn xóa những cái từ đó đi, bởi vì nó quá 128 ký tự là không hợp lệ mà. Thì các bạn đã tạo ra được tên của sản phẩm. Được chưa? Các bạn nhìn thấy ở đây nhé. Khi mà mình làm, đây là cái file mà mình làm cho cái sản phẩm của mình ấy. Khi mà mình làm thì mình đều chia theo cái category cái sản phẩm của mình. Cái sản phẩm của mình nó chia theo bowl này, tray này, face này. Thì mình lọc và mình chọn luôn theo cái bowl, tray, face như thế. Và khi mà mình đặt tên, mình cũng sẽ làm theo từng cái category như vậy. Cái này là dùng làm cho bowl và cái bát ấy. Thì mình sẽ làm ra, chứ các bạn đừng vứt chung hoặc lộn xộn vào với nhau. Là mình chỉ làm nên làm riêng theo từng cái category nhỏ của mình. Chứ còn nếu là mình vứt chung lộn xộn với nhau thì lúc mà mình tìm lại nó cũng khá là khó. Nên tốt nhất là nên tách riêng nó ra. Được chưa? Thì đây là một cái danh sách về tên sản phẩm và cũng như là từ khóa. Và khi mà mình đăng bài, đăng sản phẩm, mình chỉ việc nhập ở bên này. À quên, còn một cái bước nữa không được bỏ qua, sorry. Là sau khi nối nó vào với nhau này, mình nên đọc lại từng cái tên sản phẩm này một để mình xem là những cái tên này nó có dễ hiểu hay chưa. Nếu như nó chưa dễ hiểu, các bạn có thể thay đổi một chút hoặc là chèn thêm một số những cái từ khác vào đây để cho nó dễ hiểu hơn. Và những cái tên sản phẩm này nó không bắt buộc là phải chính xác cái ngữ pháp của tiếng Anh đâu nhá, mà nó chỉ cần làm thế nào cho dễ hiểu thôi. Bởi vì như các bạn biết đấy, mình chỉ là kết hợp và mình nối giữa bốn những cái từ đơn lẻ, bốn những cái cụm từ đơn lẻ vào là một thôi. Miễn là làm thế nào để mình đọc mình hiểu và khách hàng họ đọc họ hiểu là được, chứ còn không nhất thiết là phải đúng cấu trúc là chủ ngữ, động từ, vị ngữ các thứ đâu. Ví dụ như cái tên đầu tiên là eco-friendly product handmade gift salad bowl bamboo set dinnerware set đấy. Dù ở cái này thì các bạn đang thấy nó có quá nhiều chữ set chẳng hạn, hoặc là cái đã có cái hand product handmade gift này rồi thì mình có thể xóa cái product đi, eco-friendly handmade gift salad bamboo bowl chẳng hạn. Dinnerware set đấy, mình sẽ sửa lại một chút chứ mình không dùng y nguyên. Còn có những cái từ nối mà mình có thể dùng y nguyên được thì mình để y nguyên như vậy. Được. Thì trong bảng này những cái từ khóa các bạn chỉ cần được copy thêm xuống bên dưới này, nó sẽ tạo ra hàng nghìn từ khóa, hàng nghìn từ cho các bạn. Cái này mình chỉ lấy ví dụ cho nên mình để một ít thôi. Các bạn có thể kiểm tra cái độ duplicate là cái bị trùng lặp từ ấy. Đấy, mình vừa kiểm tra thì không có cái nào là trùng lặp cả. Nếu như nó trùng lặp thì nó sẽ hiện cái màu đỏ. Các bạn dùng cái formatting này, conditional formatting này, highlight cell này, duplicate này, thì nếu như mà nó trùng nhau thì nó sẽ hiện lên màu đỏ light red, không? Nhưng mà nó không có trùng cho nên không hiện lên gì hết. Rồi. Vậy là sau khi làm những cái bước đó là các bạn có thể sử dụng tên sản phẩm để các bạn dùng rồi. Ok. Sau đó mình sẽ chỉ việc copy paste vào đây thôi. Ok, đó là đến xong cái phần làm ra cái tên sản phẩm nhá. Có bạn nào thắc mắc trong cái mục này nữa không? Thắc mắc về từ khóa,
thắc mắc về cái tên sản phẩm này không? Nếu như các bạn thắc mắc gì các bạn đặt câu hỏi luôn nhé. Có bạn Helen, bạn ấy có hỏi: chị ơi, khi xong bài giảng hôm nay chị gửi các file Excel mẫu này để tham khảo nhé. Ok, mình sẽ gửi file Excel. File Excel là chị tự lập hay lấy trên Alibaba xuống? Cái này là tự làm bạn ạ, chứ còn không, trên Alibaba nó không có cái format này đâu. Cái này thực ra trong quá trình làm không phải là có mỗi cái cách của mình, mà các bạn cũng có thể nghĩ ra một cái cách riêng cho các bạn để các bạn làm. Chứ còn mình học hỏi lẫn nhau thôi. Chứ còn Alibaba thì đương nhiên là không có một cái tự nhiên có sẵn là bài ăn sẵn như thế này đâu. Xong buổi ngày hôm nay thì mình sẽ gửi cho các bạn cái file này để các bạn có cái tư liệu để mình nghiên cứu và mình làm thử nhé. Có thể các bạn sẽ có cái cách hay hơn, nếu hay hơn thì share lại cho mình để mình học cùng với nhé. Bạn Việt Connect có hỏi là em test nó không ra như vậy, chị có thể hướng dẫn chậm lại các bạn ấy không? Ok, cái đoạn test nào nhỉ? Copy test vào hả? Paste vào luôn thì nó không được ra luôn như vậy đâu, mình phải xử lý đấy. Mình sẽ làm lại nhé, các bạn Việt nhìn lại luôn nhé. Đây, ví dụ này. Copy này, từ cái phần ranking mình phải copy cả cái tiêu đề nha. Đừng bỏ qua cái tiêu đề nha. Được chưa? Ví dụ 4 cái vòng này. Bôi đen hết này, Ctrl C này, copy này. Paste này. Khi paste các bạn click chuột phải và các bạn phải chọn vào cái biểu tượng là Match Destination Formatting. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Vào cái phần này, click vào đây thì nó mới hiện ra được cái format mà mình vừa làm. Tức là paste vào cái format của cái file Excel này. Còn nếu như các bạn chọn theo cái kiểu paste khác như cái paste này chẳng hạn, đấy, thì nó sẽ ra theo một cái kiểu khác. Thì cái kiểu này rất là khó dùng, bởi vì là khi mà mình click vào cái tên keyword này thì nó lại nhảy lung tung. Nó không phải là cái dạng text ấy. Nó không phải cái dạng từ ấy, nó rất là khó dùng. Cho nên là khi mà các bạn paste thì các bạn phải chọn vào đúng cái Match Destination Formatting cơ thì nó mới dùng được. Được chưa? Ok không? Bạn Việt nhìn thấy được chưa? Ok, rồi, ok bạn Việt. Bạn Thảo có hỏi là em thấy có cái ô download đó, bạn download xuống cho nhanh. À, nhắc đến cái đoạn download thì là như thế này. Khi mà mình download ấy, thì các bạn chỉ có thể download khi nó ở ngành hàng thôi. Ví dụ nhá, khi mà các bạn thử xem, mình viết hẳn một cái từ keyword vào đây rồi thì sẽ không còn nhìn thấy cái từ download để các bạn download xuống nữa. Không có để mà download. Khi mà các bạn xóa nó đi và các bạn chọn vào ngành hàng thì lúc đấy nó mới có. Đợi mình một chút, mình sẽ làm lại cho mà xem. Đây, vào keyword analysis này. Khi vào đây nhá, đấy các bạn nhìn thấy không, cái giao diện ban đầu tiên thì nó có cái từ download này. Thì khi download như này là nó download thành một cái ngành hàng của cái tài khoản của bạn. Đây, cái ngành hàng của mình là dinnerware based shopping tray, mình có thể chọn theo cái ngành hàng đó thì nó sẽ download theo cái ngành hàng đó, cái ngành hàng của mình cơ ấy, chứ nó không phải là cái từ khóa mình tìm đâu. Cái ngành hàng thì nó có quá nhiều và nó quá chung chung. Ví dụ vase này thì nó lại có cả là lọ tre này, lọ thủy tinh, lọ sứ. Còn của mình là bamboo vase cơ, thì mình cần phải đánh hẳn cái từ bamboo vase vào đây. Còn ở trên cái ngành hàng thì ngành hàng cực rộng, ngành hàng nó không chia theo một cách cụ thể theo từ khóa đâu. Và khi đánh vào đây rồi thì sẽ không còn cái từ download đó để mình download nữa. Đó, các bạn nắm được chưa? Ok nha bạn Thảo nhé. Bạn Helen có hỏi là nên copy hay download hết cả file về để tự xử lý tốt hơn ạ? Và chị nói lại nên copy phần nào? Có phải 50 ký đầu tiên theo thứ tự trang không? Thì như lúc ban đầu mình nói với các bạn ấy là thứ nhất là nên copy, bởi vì là copy thì mới copy được đúng theo cái keyword của mình đang tìm kiếm. Còn khi mà mình download thì nó chỉ download được cái ngành hàng của mình, tất cả những từ khóa của cái ngành hàng thôi. Và cái ngành hàng đấy thì nó quá chung và quá rộng, nó không đi vào chi tiết cụ thể cái sản phẩm của mình được và cái từ khóa của mình đang mong muốn được. Còn cái việc mà mình lọc và mình chọn nên chọn 50 hay nên chọn 100 hay nên chọn bao nhiêu thì nó phụ thuộc vào cái ngành hàng của các bạn như thế nào. Ví dụ như là cái sản phẩm này của mình, ở cái từ bamboo face này chẳng hạn, nó chỉ có, đây chọn 7 ngày. Nó phụ thuộc vào cái số lượng ấy.
nó phụ thuộc vào cái số lượng lượt tìm kiếm. Ví dụ như lượt tìm kiếm này của mình có 50 thôi, mà mình đang cần phải nhiều hơn như thế nữa, thì mình có khi phải copy xuống tận đến cái trang, ở đây nó lại không có quá nhiều, mình copy được xuống đến tầm khoảng 39-40 thôi. Đấy, mà ở đây thậm chí có mỗi một trang dừng đến 65 là hết rồi. Còn ví dụ nhé, một cái từ khác mà cực hot, ví dụ như là từ coffee đi, roasted coffee chẳng hạn, coffee đi. Từ khóa về coffee, về cà phê đi. Coffee thì rất nhiều luôn, các bạn nhìn không? Coffee thì có những tận 5.347. Đó. Thì bây giờ mình quan tâm đến coffee gì? Roasted coffee. Đấy, như cái nguyên cái roasted coffee này lại có những cái search index khác nhau. Đó, cho nên là mình đang muốn nói là cái sản phẩm của bạn là gì, cái từ khóa bạn quan tâm là gì, thì lúc đấy là mình mới có thể phân tích được là mình nên copy đến đâu. Nếu như bạn cảm thấy là mình chưa biết là copy đến đâu thì tốt nhất là copy hết cái trang đầu tiên, 100 từ khóa đầu tiên. Còn khi mà lọc thì nhớ bỏ hết những cái search index mà không có 1 hoặc là dưới 10 đi. Thì mình thấy những cái search index là số lượng tìm kiếm trong vòng 30 ngày mà chỉ có 10 người tìm kiếm thì nó cũng là cái số lượng ít đi, mà nó cũng không phải là từ khóa hiệu quả. Cho nên là mình nên thay đổi, mình nên chọn những cái từ khóa mà có lượt tìm kiếm cao. Được chưa? Ok nha, Helen nha. Bạn Long lại hỏi là cái đoạn trộn các keyword với nhau để tạo ra tên sản phẩm chị có thể hướng dẫn lại là sort tray với table các kiểu gì à? Hướng dẫn lại cái chỗ mix các keyword. Ok, mình đi chậm lại hơn một chút về cái đoạn mix keyword này nhé. Thực ra lần nào mình giảng liên quan đến cái vấn đề này ấy, các bạn cũng đều rất quan tâm, bởi vì nói gì thì nói cái phần keyword nó là cái quan trọng nhất, và cái tên sản phẩm cái quan trọng nhất. Mà nhiều khi mình cũng rất là kiểu khó trong cái việc là làm thế nào để mà nghĩ ra được bằng đấy cái từ, làm thế nào để mà tìm ra được bằng đấy cái keyword ấy. Nó cũng là một cái vấn đề khá là phức tạp. Đây. Thứ nhất là từ cái phần raw keyword là cái mà mình lấy ở trong keyword analysis rồi, chưa? Thì mình bê nguyên cái phần này, mình cho sang cái core keyword là cái keyword chính. Nó chính là cái phần keyword chính này của mình. Được chưa? Thì sau khi mình có keyword chính này rồi, mình sẽ tìm thêm những cái từ khác liên quan đến ngành hàng của mình về marketing words. Marketing words liên quan đến, như mình nói đấy, high quality, best selling. Thì thực ra cái marketing words này thì đối với cái ngành hàng nào thì nó cũng chỉ quanh đi quẩn lại mấy cái từ này thôi. Nếu như các bạn không biết marketing words là cái gì, các bạn có thể lên Google, các bạn search ra, search cái từ marketing words, nó có mà ra cả loạt luôn. Nha, thử nhá, lên Google search xem marketing words, nó sẽ ra cho các bạn, giới thiệu cho các bạn rất nhiều marketing words. Rồi, cái attribute này nó hỗ trợ cho cái sản phẩm đó, nó là cái như kiểu về tính chất của sản phẩm ấy. Ví dụ như cái sản phẩm của mình là bamboo bowl chẳng hạn, thì cái tính chất sản phẩm của mình là eco friendly này, natural này, disposal này, đó, thì nó còn tùy thuộc. Ví dụ như là lúc nãy mình có ví dụ về cái USB chẳng hạn, thì cái tính chất của nó về màu sắc 16GB hoặc là 240GB hoặc là màu trắng, màu đen, màu xanh, màu gì đấy, thì nó cũng là attribute word. Thì các bạn sẽ điền cái từ attribute word đó vào đây. Cái core word này thì hiểu rồi đúng không? Nó chính là cái keyword trong cái keyword analysis của mình rồi. Usage này là cái tính năng sử dụng, hoặc là những cái từ khác liên quan đến cái sản phẩm của mình. Cái tính năng sử dụng, ví dụ cái sản phẩm của mình là tableware set này, dinnerware này, tableware này, đó, tính năng sử dụng của nó. Hoặc là cái sản phẩm về áo, quần áo chẳng hạn, thì các bạn có thể điền ở đây là for men, for women, for kids, đó, thì có thể điền như vậy. Thì sau khi có được bốn cái từ chính như thế này rồi thì mình bắt đầu trộn nó với nhau. Đây thực ra nó gọi là những cái từ chính ở trong cái tên nhá. Thì bắt đầu trộn bằng cái công thức VLOOKUP random between. Thì nếu như các bạn chưa hiểu lắm và chưa sành lắm về Excel thì cái này đành phải mày mò để tìm hiểu thôi. Còn nếu không thì mình sẽ hết buổi này thì mình có gửi cho các bạn cái file này, thì các bạn cũng có thể học theo và click vào cái này. Khi mà các bạn click vào cái gì nhỉ?
Khi mà các bạn click vào cái công thức này thì nó sẽ thể hiện cho các bạn biết được là cái range của nó nằm ở đâu và nó là công thức như thế nào. Đây ví dụ như VLOOKUP RANDOM BETWEEN từ A4 cho đến B18 và nó là cột số 2 thì nó mới thể hiện số 2 ở đây nhé. Là cột số 2, sau đánh dấu phẩy, sau đánh số 0. Nếu như mà không hiểu thì copy paste y nguyên cái công thức đó mà bê vào thôi. Hoặc là dùng y hệt cái format này của mình, các bạn thay những cái từ này thôi. Cái file này nó có công thức hết rồi. Khi mà các bạn thay từ của các bạn nó sẽ nhảy ra hết cho các bạn luôn. Còn bạn nào mà muốn mày mò tìm hiểu để phát triển thêm thì tìm hiểu thêm cái Excel này có nghĩa là gì. Còn nếu không thì chỉ cần thay hết bốn cái chỗ này thì những cái đằng sau sẽ nhảy. Sau khi mà có công thức cho bốn cái cột F, G, H, I này rồi thì bốn cột F, G, H, I này nó sẽ nhảy tự động. Cột B này nó sẽ nhảy, cột F nó sẽ nhảy theo cột B. Cột G nó sẽ nhảy cho cái cột C này. Cột H là cho cột D, cột I là cho cột E. Nó sẽ random cho tất cả. Ý là nó sẽ sắp xếp những cái từ này một cách không có thứ tự gì ấy. Rồi sau khi random như vậy rồi thì mình sẽ dùng một cái công thức để mình nối bốn cái cột đó với nhau. Được chưa? Nối bốn cái cột này này. Bốn cái cột mà có công thức F, G, H, I này vào với nhau thì nó sẽ tạo ra một cái tên. Và sau khi tạo được một cái tên này rồi, các bạn cần phải đọc và các bạn chỉnh sửa lại làm thế nào cho nó dễ hiểu nhất và nó mang đúng cái ý nghĩa của cái sản phẩm của các bạn nhất. Sau đó là dùng cái hàm len để đếm xem là có bao nhiêu ký tự ở trong cái tên này. Nếu như nó nhiều hơn 128 ký tự thì cần sửa lại. Được chưa? Còn nó ít hơn thì cũng không cần thiết phải sửa đâu. Cái từ tên không cần quá dài. Không cần quá dài, thực ra 128 ký tự là quá dài. Cái tên nó chỉ cần ngắn vừa đủ để hiểu thôi. Và nó chứa cái từ khóa chính. Được không? Ok nhá. Còn nếu như mà chưa hiểu thì sau buổi này sẽ có cái record đấy. Thì các bạn cứ bật đi bật lại cái đoạn mà mình giảng ấy. Mình nghe nhiều để tìm hiểu xem là nó như thế nào. Lúc nào sẽ hiểu kỹ hơn nhé. Ok. Anh Đồng có hỏi là nếu sử dụng các keyword 1, 2, 3 trộn vào thành tên sản phẩm, vậy nó sẽ bị trùng keyword 1, 2, 3 trong phần đăng sản phẩm. Cái này không nhé anh Đồng nhé. Cái này nó không phải là keyword 1, 2, 3 đâu. Thực ra mình để cái chữ keyword 1, 2, 3 này là mọi người bị hiểu nhầm. Mình sẽ bỏ nó đi. Nó không phải là keyword nhé. Cái keyword chính nó là cái này. Đây mới là keyword. Còn cái này thực ra nó chỉ là từ thôi. Từ số 1. Nó là word thôi. 1. Và word 2, word 3. À word 2 này. Word 4 này. Còn cái cột này nó mới là keyword của mình. Cả keyword chính. Còn đây nó chỉ là cái từ bổ trợ để cho mình đặt tên sản phẩm thôi. Anh Đồng. Hãy mà em để cái chữ keyword đâm ra anh bị hiểu nhầm. Rồi ok. Ok nhé các bạn. Mình đi tiếp nhé. Không có lại không kịp. Rồi. Thế là giải quyết xong được cái mục là danh sách từ khóa và danh sách tên sản phẩm rồi. Bây giờ mình sẽ đi tiếp với cái việc mà chỉnh sửa ảnh và tạo video. Cái phần này thì thực ra là khá là hay. Mình cũng là cái đứa cũng thích mày mò về mấy cái này. Nhất là làm ảnh với làm video. Cho nên mình cũng có một số cái cách để chia sẻ lại. Cái này cũng là học hỏi thêm từ các giảng viên khác nữa và những cái chia sẻ khác nữa. Chứ còn thực ra tự mà nghĩ thì rất là khó. Nên là mọi người cũng nên tham khảo những cái buổi giảng của các giảng viên khác nhau. Vì mỗi giảng viên sẽ có một cách làm khác nhau. Hoặc là các bạn chia sẻ lẫn cho nhau ấy. Ngày học những cái này rất là hay. Thứ nhất là cái phần mềm xóa nền. Bởi vì là cái yêu cầu khi mà đăng cái sản phẩm của Alibaba, cái hình ảnh đầu tiên cần phải xóa nền, không được để nền. Thì trên Alibaba nó cũng có một cái công cụ để các bạn xóa nền một cách trực tiếp ở trên cái giao diện khi mà các bạn đăng sản phẩm. Đây, sẽ có một cái phần là remove background. Thì các bạn có thể hoàn toàn remove được. Khi mà các bạn click vào đây nó sẽ có phần remove. Tuy nhiên là mình thì mình không muốn làm trực tiếp như vậy mà mình muốn sử dụng, mình muốn là cái sản phẩm của mình khi mà dùng để đăng ấy thì nó đã được remove rồi. Thì các bạn sẽ dùng cái trang remove.bg. Remove.bg này.
các bạn upload cái sản phẩm của bạn lên. Các bạn upload. Mình lấy thử một cái sản phẩm mà mình lấy thử một cái sản phẩm của mình nhá. Đây. Mình dùng thử một cái sản phẩm này mình upload lên này, để cho các bạn chọn một cái hình ảnh mà các bạn muốn remove nó đi. Thì cái đầu tiên của nó thì hình ảnh gốc của nó thì nó có cái nền đúng không? Khi mà mình cho lên cái trang remove này rồi thì nó đã được xóa nền. Và các bạn chỉ cần ấn download nó về. Nếu ấn download HD thì phải trả tiền này. Mất tiền và mất phí. Thì đương nhiên là download HD này thì cái hình ảnh của mình nó sẽ nét hơn là bình thường. Tuy nhiên là theo mình thì trên những cái nền tảng thương mại này ấy, và trên online ấy, khi mà dùng như này thì đã đủ cái chất lượng để mình có thể up lên rồi. Mình cũng không cần thiết là phải trả phí cho cái việc lấy cho cái hình ảnh nó sắc nét hơn. Như thế này là hoàn toàn có thể nhìn được và xem được rồi. Thì khi các bạn mở ra thì nó là một cái hình ảnh đã được xóa nền. Được chưa? Đây là hình ảnh đã được xóa nền. Đó. Rất là nhanh và đơn giản đúng không? Còn đây là cái hình ảnh đầu tiên này. Chưa được xóa nền thì trông như này. Đây là hình ảnh khi chưa được xóa nền. Nó có cái nền xung quanh, thấy chưa? Còn đây là cái hình ảnh đã được xóa nền rồi. Khác nhau đúng không ạ? Thì khi mà các bạn tự chụp ảnh ấy, thì các bạn lưu ý là cần phải để cho cái nền đằng sau của cái sản phẩm này của mình nên để nền trắng hoặc nền một màu, thì khi các bạn xóa thì mới xóa nó dễ dàng. Còn nếu không thì nó sẽ khó lắm. Nền xóa nó cũng bị nham nhở vào cái sản phẩm của mình ấy. Cho nên là nên để một nền nhá, và tốt nhất là nên để nền trắng đó. Đấy là một cách. Thứ hai, đấy là một cách về cái xóa nền. Tiếp theo là chỉnh sửa ảnh. Chỉnh sửa ảnh này. Sau khi mà xóa nền được rồi thì cần phải chỉnh sửa ảnh nữa, bởi vì yêu cầu của Alibaba để mà up một cái sản phẩm lên thì cái kích thước ảnh, cái size ảnh ấy, nó cần phải là size cần phải 640 x 640 pixel cơ. Và nó là cái kích thước 34 hoặc là 43. Cho nên là mình cần phải chỉnh sửa lại cái ảnh sau khi mà mình chụp hoặc là mình làm xong, bởi vì nhiều khi mình chụp như này thì cái size ảnh của mình nó khác ấy. Nó không còn là cái sản phẩm mà nó không phải là cái sản phẩm mà cần tăng lên. Ví dụ như cái sản phẩm này nhá, mình muốn chỉnh sửa này, mình click chuột phải và mình vào cái phần Open with Paint, thì bây giờ hầu như là cái phần Paint này máy tính nào nó đều có, bởi vì là nó update và dùng Microsoft như 2010 thì nó cũng đã có pen rồi, hầu như cái nào cũng có pen. Và cái chỉnh sửa ảnh bằng pen này là cái dễ nhất rồi. Thì các bạn có thể chọn resize để chỉnh sửa lại cái số pixel này. Được chưa? Ví dụ như mình muốn sửa thành 450 pixel thì nó đã nhảy sang một cái hình ảnh khác rồi. Cái này là sửa size của pixel của sản phẩm nhé. Thì ví dụ như các bạn muốn sử dụng cái sản phẩm này để đăng cho 2 hoặc 3 sản phẩm và nó không bị duplicate cái hình ảnh với nhau ấy, thì các bạn chỉ cần resize và sửa cái pixel này, thì hệ thống của Alibaba nó đều nhận diện là hình ảnh khác. Mỗi khi là 500 nó sẽ nhận diện là hình ảnh khác. Nếu như mà mình sửa thành 450 nó nhận diện là 450 thì nó cũng nhận diện là một hình ảnh khác. Đấy, thì đây chính là cái cách để mình có thể resize của nó. Được chưa? Chút nữa khi mà vào đăng một cái sản phẩm cụ thể mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn. Để làm thế nào cho nó đúng cái khung hình mà Ali yêu cầu ấy, thì trong Alibaba cái công cụ của nó cũng rất là cụ thể, nó cho mình chỉnh sửa tại Alibaba luôn. Vậy còn đây là cái cách để tạo video này, thì trong Microsoft này nó cũng đã có một cái phần mềm gọi là Video Editor. Thì các bạn sẽ cần tìm Video Editor, thì đây chính là cái app được cài sẵn ở trong máy rồi, thì mình sẽ dùng cái app này.
nay mình cũng vừa mới tạo cho một cái video editor. Đây là cái video editor của mình tạo ra này. Đầu tiên là các bạn sẽ cần phải chọn cái hình ảnh. Thì các bạn chỉ cần ấn vào phần S này, chọn các phần hình ảnh từ PC này, và các bạn chọn hình ảnh của các bạn lên đây, thấy chưa? Đây là mình đã chọn sẵn các sản phẩm của mình vào đây rồi. Và mình cần hình ảnh nào thì mình kéo chuột xuống, kéo cái hình ảnh nó xuống đây, thấy chưa? Và khi mà mình kéo xuống đây rồi thì mình sẽ bắt đầu tạo các hiệu ứng cho cái sản phẩm đó. Mình tạo hiệu ứng bằng cách nào? Các bạn chọn từ có thể chọn text để đánh tên, viết cái tên nó lên đây. Ví dụ nhá, cái này mình chọn sẵn rồi này. Đấy. Được chưa? Thì nó sẽ hiện ra sẵn cho mình luôn. Đấy là liên quan đến text. Rồi, khi mà đến những cái sản phẩm này cũng vậy. Mình cũng chọn text, chọn 3D hoặc filter để mình chỉnh sửa những cái hình ảnh trong cái video này. Mình sửa từng cái một nếu như các bạn muốn. Còn nếu không thì các bạn có thể apply chung một cái giao diện hoặc là một cái text cho tất cả. Ngoài ra là nó còn có một cái phần mềm là background music. Music thì cái music này là music có sẵn, các bạn có thể chọn rất nhiều nhạc ở trong đây, nhạc nền cho cái video này. Nếu như mà không thì mình có thể tự custom audio và mình download sẵn một cái nhạc nền mà mình muốn và mình add cái audio đó vào đây. Đó. Nếu như mà không muốn tự tìm thì dùng cái có sẵn, còn nếu muốn nhạc của mình thì mình sẽ dùng bằng cái custom audio này. Sau khi mà mình chỉnh sửa hết mọi thứ và mình sẽ ok rồi thì mình sẽ ấn vào finish video và sẽ tạo ra một cái video. Và đây là một cái video mà mình đã có sẵn ở đây rồi. Không biết là mọi người có nghe được hay không. Và mình cứ bật cho mọi người nhìn thôi nhá. Đấy, đây là cái video mình tự làm. Thì cái việc mà đăng video lên trên cái bài đăng sản phẩm mình nó là một cái khá là quan trọng, bởi vì nó sẽ thu hút được nhiều hơn cái lượt view của khách hàng, cũng như là khách hàng họ cũng muốn tham quan và người ta cũng xem cái sản phẩm của mình ấy, một cách cụ thể hơn. Đó. Thì đó là cái video mà mình làm. Thì các bạn cũng hoàn toàn có thể tạo được một cái video như thế và các bạn đăng và post lên cái sản phẩm của bạn. Được. Rồi, có bạn nào thắc mắc gì về cái mục này không? Có một bạn Lucia có hỏi này, nhạc trong video mình đăng trên này có bị bản quyền không chị? Thật ra là về cái vấn đề bản quyền này, mình nghĩ là nếu như mà làm sâu về bản quyền ấy, thì đương nhiên là khi mà mình dùng nhạc mà mình không có xin thì có bị dính bản quyền, chứ không phải là không đâu. Tuy nhiên là nhiều khi mình dùng và khi mà các bạn download về và các bạn dùng nhạc cho cái điện thoại, chuông điện thoại của các bạn ấy, đôi khi nó cũng là dùng chui ấy, hoặc là các bạn nó là mình không tìm hiểu sâu lắm và mình cũng không rõ, nhưng mà đôi khi mình có thể hiểu là mình dùng chui những cái bản nhạc như thế. Còn khi mà các bạn dùng video mà nó có dùng nhạc mà nó có sẵn trong cái phần mềm đó rồi thì không sợ bản quyền. Còn nếu như mà các bạn sợ liên quan đến bản quyền thì tốt nhất là không nên dùng cái nhạc bên ngoài. Nên Helen có hỏi là vậy chỉ cần tạo video từ những file ảnh có sẵn mà không cần quay ạ? Không phải Helen ạ. Thực ra là nếu như các bạn quay được cái sản phẩm của bạn là tốt nhất. Nếu quay được là tốt nhất. Còn nếu như mà mình muốn marketing nhiều hơn và mình muốn có những cái hình ảnh tốt và nó đẹp hơn ấy, đôi khi mà không phải là mình có thể quay được và mình có thể chụp được một cách đẹp, thì mình có thể tìm ở trên mạng hoặc là lấy từ những cái nguồn khác mà mình có hình ảnh, thì các bạn có thể tạo ra những cái file ảnh như vậy. Còn ngoài ra trên Alibaba, ngoài cái việc mà up cái video này ra, thì còn một cái mục video khác là video chi tiết về cái sản phẩm đó, thì các bạn cũng nên quay cái sản phẩm một cách trực tiếp và các bạn up lên. Tức là nó có hai cái video cần phải up nhé. Nát chị có gửi file ghi âm không ạ? Ok, Tường Vi có nhé. Mình các bạn sau buổi hôm nay các bạn làm survey thì sẽ có file ghi âm để các bạn xem lại ha. Ok các bạn, mình sẽ đi qua tiếp phần này nha. Bây giờ sẽ vào cái việc là đăng sản phẩm.
Bây giờ sẽ đi vào cái bước đăng sản phẩm một cách cụ thể này. Để đăng một cái sản phẩm thì sẽ làm như nào? Nó bớt đi cho phải nặng. Bây giờ để đăng sản phẩm này, các bạn sẽ vào phần product này, chưa? Và product và post product đối với cái sản phẩm đầu tiên. Còn đối với những cái sản phẩm về sau ấy, khi mà mình đã đăng lên rồi, các bạn chỉ việc cần edit thôi để các bạn chỉnh sửa những cái thông tin cần thay đổi thôi, chứ không cần phải làm lại từ đầu. Làm lại từ đầu thì rất là mất thời gian. Đây là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hai cách nha. Cái đầu tiên là đăng sản phẩm mới thì việc đầu tiên phải chọn category. Cái phần chọn này nó rất là quan trọng, bởi vì là nó sẽ phân loại luôn cho cái khách hàng của mình biết về cái sản phẩm của mình là thuộc ngành hàng nào, và cái tên của sản phẩm ra sao, hình ảnh của nó làm sao, ví dụ là về serving tray này, để cho cái hệ thống của Alibaba nó nhận diện được một cách chính xác ấy, cái sản phẩm của các bạn, và nó hiển thị được chính xác và chính đúng với cái keyword mà khách hàng họ tìm ạ. Classify your product thì cái này mình sẽ dùng là bamboo trays. Bởi vì là cái khay này của bọn mình là bằng tre mà, nó không phải là serving trays, nó là một ngành hàng, nó có rất nhiều loại trays, nó có cả là gốm sứ, thủy tinh, nhựa, tre, đúng không? Thì cái sản phẩm của mình nó là bamboo, cho nên mình sẽ làm rõ ra nó là bamboo. Rồi. Sau đó các bạn sẽ click vào đây là tôi đã đọc và đồng ý với những cái term ở phía bên dưới này. Đấy, cái term này nó bao gồm cái product listing policy, privacy policy. Thì những cái policy này là chính sách của Alibaba lúc nãy mình đã giới thiệu qua mọi người rồi đó. Để đảm bảo rằng là cái sản phẩm này của mình là sản phẩm không bị vi phạm bản quyền, cũng như là không bị vi phạm về cái những cái đăng những sản phẩm bị cấm. Rồi, image review này. Ngày xưa thì không có phần này đâu, còn mới đây thì Alibaba có cập nhật và thay đổi và yêu cầu là có phải up lên những cái preview này. Ok, mình sẽ chọn một cái hình ảnh. Một cái hình ảnh, cho mình đây là làm hình ảnh nền luôn đấy, hình ảnh đầu tiên luôn đấy. Rồi, các bạn nhìn thấy có dòng chữ này không? Cái sản phẩm này của mình ấy, nó đang chưa đạt được theo đúng cái yêu cầu và tiêu chuẩn của Alibaba. Yêu cầu của cái yêu cầu của Alibaba là cái size, tỷ lệ size của cái photo của cái hình ảnh này là tỷ lệ 3:4 hoặc 4:3 đó. Cho nên bây giờ mình cần phải chỉnh lại, thì Alibaba cho mình chỉnh lại và cắt luôn, screenshot luôn này, screenshot luôn. Thì đây là cái tỷ lệ 4:3 hoặc 3:3 rồi đấy. Cái hình ảnh này của mình nó đang dài ra như này, và bây giờ nó bắt mình phải cắt. Đấy, các bạn thấy chưa, hình ảnh của mình nó dài như này, bây giờ bắt mình là phải cắt theo cái đúng tỷ lệ 3:4:4:3 này. Ok, thế là xong. Alibaba họ hỗ trợ cho mình luôn, mình không cần phải làm ở bên ngoài. Sau đó mình chọn những cái mục khác này, shape. Ground này, ở đây là các bạn chọn những cái feature của những cái mô tả về sản phẩm của các bạn ấy. Setting tray này, complete này. Đây là xong được một cái bước đầu tiên. Bây giờ đi vào cái bước tiếp theo. Cái bước tiếp theo này của mình chắc mình phải đi nhanh một chút, không có lại bị hết thời gian nhé. Tiếp theo về basic information, nó chính là phần tên sản phẩm. Thì tên sản phẩm lúc nãy các bạn đã tạo ra một list tên sản phẩm có sẵn rồi đúng không? Các bạn bây giờ chỉ cần mở cái file tên sản phẩm này ra và các bạn copy và paste nó sang. Cái này nó không đúng lắm nhưng mình cứ thao tác giả vờ vậy, copy paste sang đây. Cái keyword cũng vậy, ví dụ các bạn cũng có một cái là keyword mà các bạn đã tìm rồi, bây giờ các bạn copy paste sang đây. Copy paste cái keyword, 3 keyword. 1, 2 này. 3 này, 3 keyword, đặt 3 keyword này vào đây. Và mình không cần phải kiểm tra lại gì nữa, bởi vì là mình đã làm sẵn rồi. Tên và keyword đã kiểm tra rồi. Bây giờ mình chỉ việc paste nó vào thôi. Giờ điền các thông tin khác này.
về place of origin, là nguồn gốc từ đâu, Việt Nam, tìm từ Việt Nam và đánh vào đây. Brand name nếu có, module của sản phẩm nếu có, điền vào đây. Rồi, more details là những cái chi tiết khác cụ thể hơn thì các bạn cũng chọn thêm, add thêm vào và các bạn điền vào. Như tối đa của nó như được 10 hay sao thì các bạn điền hết các thông tin liên quan đến cái sản phẩm của các bạn, càng chi tiết càng tốt. Color, màu sắc này. Màu sắc của các bạn cũng điền vào đây, có thể customize hoặc là màu xanh, màu đỏ, màu vàng hay màu gì đó. Size thì cũng có các kích thước. Ví dụ như kích thước của mình là 40 H3 cm và 30 H5 cm. 40 H5 cm 30 H4. Ví dụ điền như vậy. Sau đó sang phần trade information cũng điền các thông tin cụ thể. Thứ nhất là liên quan đến giá. Thông thường là mình sẽ dùng cái set on FOB price, là mình sẽ dùng cái khoảng giá. Còn ở cái này là các bạn đang giá mặc định cho cái sản phẩm đó của bạn, là nó chỉ có mặc định là ví dụ như 5 đô là 5 đô, 6 đô là 6 đô. Còn ở đây của mình là mình đang có cái khoảng giá ví dụ từ 2 cho đến 5 đô chẳng hạn. Cho cái khoảng giá và MOQ của mình là gì? Cái payment option. Được rồi. Đó, sau đó là liên quan đến phần logistic information, mình cũng điền vào đây. Thực ra là như mình nói, những cái mục này thì mình không cần phải chuẩn bị trước. À, có cái mục giá là cần phải chuẩn bị trước thôi. Bởi vì là nó sẽ phụ thuộc vào từng sản phẩm, từng category mà cái khoảng giá của các bạn sẽ khác nhau. Nên các bạn cần phải chuẩn bị trước cái khoảng giá này. Thì các bạn cũng làm một list cụ thể giống như này ấy. Một list cụ thể. Ví dụ như là đối với mỗi cái tên này thì khoảng giá là bao nhiêu, các bạn điền sẵn sang làm cái cột này là cột giá này, điền vào đây và khi mà mình post lên chỉ được điền vào và mình paste vào cái bên này thôi. Logistic này, phần packing này, packing description thì các bạn hãy mô tả chi tiết vào đây, ví dụ như là đóng gói 10 sản phẩm trên một thùng đó, hoặc là cái thùng sản phẩm của mình nặng bao nhiêu, kích thước CBM như thế nào, các bạn có thể điền vào và chụp cái hình ảnh của sản phẩm đó đăng lên đây. Tiếp theo là đến phần product description này, thì các bạn tiếp tục đăng tiếp 5 cái ảnh còn lại trên mục này. Mình có tất cả 6 hình ảnh chưa? Và một cái picture video chính, cái video chính của mình sẽ đăng lên đây, nó chính là cái video mà lúc nãy mình làm ấy. Các bạn có đăng video đó lên đây, hoặc là có thể làm cái detail video, chính là cái detail là cái lúc nãy Helen là như bạn Helen bạn có hỏi là vậy có nên tự quay không ấy, thì các bạn có thể đăng cái video mà các bạn tự quay chi tiết gần cận cảnh cái sản phẩm đó, các bạn đăng lên đây. Đó. Sau đó là trong cái phần product detail này thì các bạn nên làm một cái template cụ thể cho cái product detail này, thì lần nào các bạn chỉ việc dùng lại cái product cái detail này thôi, chỉ sử dụng ít thôi, không cần phải làm nhiều. Bằng cách là edit lại một cái sản phẩm gì đó. Đây nha, mình sẽ quay lại bởi vì là mình cũng có đăng nhiều sản phẩm rồi. Cái format đó các bạn chỉ cần dùng và làm một lần thôi. Còn từ những cái lần sau thì các bạn sẽ chỉnh sửa lại cái sản phẩm. Thì các bạn vào bằng cái cách Manage Product này. Manage Product. Và các bạn chọn một cái sản phẩm mà các bạn muốn manage nó. Các bạn edit nó đi. Ấn vào edit. Đó. Mạng hơi chậm. Ấn vào edit này. Thì sau khi mà ấn vào edit thì các bạn cần chỉnh sửa những cái thông tin như là tên này, keyword này, thay đổi đi nhá. Còn những cái thông tin cơ bản
về product description cho cùng một ngành hàng của mình, à cho cùng một cái category của mình ấy, thông thường nó sẽ giữ nguyên, nó không có thay đổi. Ví dụ như về tray của mình thì nó cũng chỉ có những cái thông số như này thôi, mình cũng không thay đổi nó. Mình chỉ thay đổi ví dụ như là về kích thước, bởi vì kích thước của mỗi cái style nó lại khác nhau, mình thay đổi kích thước này. Đấy, upload lại những cái sản phẩm cần thiết này, upload lại video nếu cần, còn nếu không video mà mình có thể làm một cái video chung chung cho tất cả category đó thì mình giữ nguyên. Còn trong cái phần template này này thì các bạn có thể ấn vậy và edit nó. Và hầu như là các bạn giữ lại hết. Trong cái template này thông thường là những cái thông tin đã có sẵn từ cái khi mà các bạn làm mini size rồi. Các bạn chỉ cần là thay đổi lại hình ảnh chính của cái sản phẩm đó, thay đổi lại description, dimension này thôi. Được chưa? Còn những cái thông tin này thông thường nó sẽ giữ nguyên, nó không thay đổi gì hết. Đó. Trong cái mô tả này, chi tiết này nó sẽ có cả cái phần category. Những cái này là những cái mà mình bên mình thêm này. Company profile này, cái này có sẵn này. Được chưa? Certificate cũng có sẵn này. Product process, cái này cũng có sẵn rồi. Và cái nào cũng như vậy mình giữ nguyên. Packing, shipping, marketing, market này, payment này, order procedure này, đó, FAQ này. Rồi, thì tất cả những cái này là mình giữ nguyên, mình không thay đổi gì hết. Trừ khi là các bạn muốn thay đổi một cái giao diện khác thì thay đổi cho tất cả thôi. Còn lại là để đăng từ cái sản phẩm số 2 trở đi, các bạn chỉ việc ấn vào cái phần edit đó, thay đổi hình ảnh chính, thay đổi kích thước, thay đổi mô tả cho cái sản phẩm đấy là ấn là ok, không cần phải làm gì khác nữa nhé. Những cái phần bên dưới này giữ nguyên. Được chưa? Rồi. Sau khi mà mình đã điền được hết tất cả các thông tin lên cái trang lên cái đăng tải sản phẩm này rồi, thì việc cần thiết tiếp theo các bạn cần làm đó là các bạn phải check cái này. Mạng yếu quá. Đó là các bạn cần phải kiểm tra điểm số. Đây nhá. Khi mà đăng hết xong nó sẽ cái phần là product information score ấy. Thì các bạn phải click vào cái phần click test này, kiểm tra cái điểm số của mình đăng lên là bao nhiêu. Và cái điểm số này phải đạt trên 4.0 thì mới đủ tiêu chuẩn. Cái star rating 5 điểm ấy là cái điểm số này phải đạt được trên 4.0. Được chưa? Đây, để chỉ lại cho, lại ấn vào cái edit này. Cái bên cạnh này nó có cái phần điểm số này. Đây, bạn click vào đây, click test này. Thì là tracking cho mình này, nó ra điểm số của mình này. Thôi, mạng yếu quá, quay vòng vòng. Đấy, ví dụ như cái này, check ra là 4.8 này, là điểm số khá cao đúng không? Đấy. Có một câu hỏi. Xem lại nào, có một số bạn đang hỏi này. Nếu chưa biết đăng sản phẩm lần đầu thì mất khoảng bao nhiêu phút ạ? Nếu như mà chưa biết đăng mà các bạn đã làm được hết, các bạn chuẩn bị đi hết các dữ liệu rồi ấy, thì cái việc lâu nhất nó chính là cái phần edit template phía bên dưới này thôi, nó mới là lâu. Cái phần nào nhỉ? Đây này, cái phần này này, cái template này thì nó hơi lâu một chút bởi vì nó hơi nhiều dữ liệu hơn, cho nên là cái template này thông thường mình cũng nên phải chuẩn bị sẵn. Sau đó mình đăng lên thì đăng mất độ khoảng 30 phút hoặc đến 1 tiếng thì là mất một cho cái sản phẩm đầu tiên. Còn từ sản phẩm số 2 trở đi thì nhanh lắm, mình nghĩ độ khoảng 5 phút là được một sản phẩm rồi. Lucia hỏi từ khóa với mô tả sản phẩm mình làm bằng tiếng Anh hết là chị? Đúng rồi, thì giao diện của Alibaba và nó là toàn cầu mà, cho nên là tiếng Anh và ngôn ngữ chính là tiếng Anh thì các bạn dùng hết bằng tiếng Anh. Còn các khách hàng họ đến từ các nước khác thì họ cũng có cái phần chọn là chọn ngôn ngữ ấy. Thì người ta có thể chọn theo cái ngôn ngữ của họ thì Alibaba nó sẽ tự chuyển và tự dịch sang các ngôn ngữ đó. Anh Đồng có hỏi là làm thêm một sản phẩm mới từ cái sản phẩm cũ thì làm như thế nào, nhờ cô hướng dẫn. À đó, thì em vừa làm một cái sản phẩm mới từ cái sản phẩm cũ đây. Đây nhá, em có nói lại nhá.
Thì từ ví dụ như là sản phẩm này là sản phẩm em đã đăng rồi. Đây, anh đồng để ý nha. Ví dụ đây là cái sản phẩm đầu tiên là cái sản phẩm em đã đăng này. Em sẽ ấn vào edit, được chưa? Ấn vào edit sản phẩm. Sau đó em sẽ thay đổi một số những cái thông tin liên quan đến tên sản phẩm. Đây, một số các thông tin cần thay đổi đấy là tên sản phẩm, keyword của sản phẩm đó. Những cái này cần phải thay đổi đi mà. Không thể giữ được, bởi vì tên sản phẩm mà giữ nguyên là nó sẽ bị trùng và Alibaba sẽ không đồng ý và chấp nhận là trùng tên, trùng hình ảnh. Những cái phần này về chi tiết của các sản phẩm thì nó tùy thuộc vào cái ngành hàng cũng như sản phẩm của các anh các chị nhé. Là nó có cần thay đổi hay không. Còn như cái ngành hàng của em và sản phẩm của em thì cùng trong một category thì cái tính chất của nó giống nhau, cho nên em sẽ giữ nguyên, em không cần phải thay đổi nó nữa. Thứ nhất này, lại nhá, thay đổi tên, thay đổi keyword, thay đổi hình ảnh, thay đổi cái main này, thay đổi hình ảnh chính này. Nếu như các anh các chị vẫn muốn là cái sản phẩm này mà các anh các chị chỉ muốn thay đổi hình ảnh chính để gọi là duplicate nó lên thôi, thì mình hãy kéo những cái hình ảnh xuống bên dưới này lên, thì nó sẽ tạo thành cho mình một cái sản phẩm mới rồi. Chỉ cần thay đổi cái main chính này nó đã tạo cho mình cái sản phẩm mới luôn. Rồi, thay đổi video nếu cần, còn nếu không cần thì giữ nguyên. Còn trong cái phần template này, mình chỉ cần thay đổi về cái mô tả của cái sản phẩm. Nếu như cái sản phẩm này của các bạn nó khác những cái sản phẩm mà khác cái sản phẩm mà bạn chuẩn bị đăng thôi, còn nó cùng một cái ngành đó, cùng một cái sản phẩm như thế, thì các bạn giữ nguyên. Đó. Thế thôi. Thì đối với mình thì mình chỉ cần thay đổi những yếu tố đấy. Rồi, thay đổi xong rồi thì mình click test, kiểm tra lại cái sản phẩm này bao nhiêu điểm và submit. Thế thôi. Không cần phải thay đổi gì nữa. Cái khoảng giá, cái giá này này, mình có thể thay đổi hoặc không, bởi vì là khi mà mình đã đặt khoảng giá là mình đã đặt khoảng giá cho cả cái category đó của mình rồi. Ví dụ các bạn có thể nhìn thấy đây, cái khoảng giá của mình khá là rộng đúng không? Là nó cũng đã bao trùm được khá là nhiều rồi. Cho nên là mình không muốn là mỗi lần mình up sản phẩm mới mình thay đổi một khoảng giá mới. Nên là mình chỉ dùng một cái khoảng giá chung cho một category thôi. Ok. Ok nha anh Đồng nhá. Có một bạn hỏi, nếu sản phẩm của em đã đăng bị off display, có cách nào fix nhanh để tăng tương tác hiệu quả với khách không chị? Bị off display là sao? Tức là nó bị không có tương tác ấy hả? Hay là như nào? Nếu như mà những cái sản phẩm mà các bạn không có tương tác hoặc là cái performance của nó thấp ấy, thì các bạn sẽ phải vào kiểm tra lại, vào hẳn cái sản phẩm đó, vào cái performance của sản phẩm đó để kiểm tra lại và xem là cái lỗi của nó ở chỗ nào để đăng lại nó lên. Còn nếu không thì tốt nhất xóa nó đi và làm một cái sản phẩm khác. Bạn Stella, nếu một tuần không đăng bài lên Alibaba có ảnh hưởng gì không ạ? Thực ra ấy, cái việc một tuần mà các bạn không đăng gì thì nó có sẽ phụ thuộc vào cái việc là các bạn đã đăng được bao nhiêu sản phẩm trên đó rồi. Nếu như các bạn đã đăng được đủ tiêu chuẩn là lên 5 sao hoặc lên 4 sao, lên 3 sao rồi, thì các bạn kể cả có không đăng gì thì cũng không vấn đề gì hết. Tuy nhiên là nếu như mà các bạn đang chưa đăng gì và chưa có sản phẩm nào, hoặc chỉ có 10, 20 sản phẩm, thì đương nhiên là khi mà các bạn chậm ngày nào, không đăng sản phẩm ngày nào để đạt được số điểm, số sao tối đa, thì sẽ ảnh hưởng đến cái gian hàng của mình thôi, không có khách hàng đến. Đây là mình sẽ chỉ lại cái này cho Stella hiểu hơn này. Đây nó phụ thuộc vào cái này. Không phải là các bạn là ngày nào cũng phải đăng nhá, mà nó phụ thuộc vào cái số sao này này. Nếu như mà các bạn đăng được 30 sản phẩm thì các bạn chỉ được 1 sao, được chưa? Nhưng mà cái mục tiêu của các bạn là tối đa phải đăng được 100 sản phẩm lên 3 sao cơ. Cho nên cái việc các bạn là phải làm thế nào tối đa đăng được bằng này, hoặc là tối đa đăng được 350 sản phẩm. Thì khi mà các bạn đã đăng được 350 sản phẩm rồi, các bạn đã lên 3 tối đa được 3 sao rồi, thì kể cả các bạn có không đăng gì mà những cái chỉ số khác của các bạn vẫn chạy tốt ấy, thì không vấn đề gì hết. Được chưa? Không vấn đề gì hết, nó không ảnh hưởng. Có điều là các bạn phải đạt được cái mức này đã. Và nó cũng tùy vào từng sản phẩm. Có những sản phẩm mà các bạn có những mẫu mã mới hoặc những kiểu cách mới thì mình cần phải đăng lên để quảng bá cho cái sản phẩm của mình, có khách hàng họ sẽ tiếp cận được nhiều hơn. Chứ còn nếu như mình đang chưa có gì mà mình không đăng, hoặc là một tuần hoặc một ngày mà không đăng, thì nó sẽ ảnh hưởng thôi. Khách hàng không biết được đến sản phẩm của mình và mình không tìm được thôi. Ok nha Stella nha.
Bạn Khoa có hỏi từ một sản phẩm cũ, em tiến hành edit thành sản phẩm mới như chị hướng dẫn, có làm mất sản phẩm cũ đã đăng đi không? Không nhá, không mất, sẽ vẫn giữ nguyên. Ok nha. Sản phẩm cũ vẫn còn ở đấy và mình edit để làm xong một sản phẩm mới thôi. À, lộn. Xin lỗi bạn Khoa. Mình nhầm. Không phải là edit mà là các bạn sẽ phải vào cái phần đây mình xem nào. Edit là khi mà các bạn sửa. Các bạn nhìn này, ấn vào copy to new product. Mình xin lỗi, rất xin lỗi. Đây nhá, có một sản phẩm như thế này. Các bạn khi mà các bạn chỉ vào á, thì nó sẽ có một phần là copy to new product. Thì các bạn copy sang một cái sản phẩm mới, sau đó là các bạn sửa từ cái đó, chứ không phải edit nhá. Khi mà mình edit cái sản phẩm là chỉ edit cái sản phẩm cũ đó thôi. Ok, cảm ơn bạn Khoa đã nhá. Mình lộn đấy. Đây các bạn nhìn thấy cái này chưa? Nhìn thấy cái này chưa? Mình sẽ click vào cái copy to new product nhá. Ok, click vào copy to new product. Rồi, cảm ơn bạn Khoa. Đúng rồi bạn Việt ạ. Copy to new chứ không phải là edit. Rất xin lỗi. Bạn Thanh có hỏi có cách nào để copy template của sản phẩm để khi đăng đỡ mất công không? À đó, thì cái cách mà mình copy to new product là cái template đó nó đã giữ nguyên như vậy rồi. Cái template đó nó đã giữ nguyên rồi, mình không cần phải làm lại cái template đấy nữa. Rồi, mình còn một cái mục nữa cần phải nói với các bạn. Mà sắp hết thời gian rồi, mình sẽ tạm dừng chưa trả lời nữa để mình làm nốt cái phần tiếp theo nhé. Đó chính là một bug upload. Bug upload là gì? Nó là một cái công cụ của Alibaba để giúp mà cái nhà cung cấp ấy đăng một cái số lượng lớn sản phẩm lên trong một lần, không cần phải đăng lắt nhắt nhiều lần mà đăng một lần thôi. Sẽ làm như sau. Nhưng mà rất là cũng mất công và mất nhiều thời gian để chuẩn bị chứ không phải là tự nhiên mà có đâu. Đấy, các bạn nhìn thấy cái đường cách nào chưa? Nhấn vào My Product này, vào phần Bug Upload này, nhấn vào phần Bug Upload. Đây là các bước. Nhất là cũng phải chọn Category, Download Template, Upload cái file Excel của mình lên. Và mình sẽ View Result, sau đó kiểm tra lại cái sản phẩm của mình. Đấy. Đây này, các bước này. Chọn category này, upload này lên này, sau đó ấn submit. Đấy. Thấy rất đơn giản đúng không? Chỉ mất có 3 bước. Chọn category, upload và submit. Nhưng mà nó đâu phải đơn giản như thế đâu. Mà để mình upload được cái file này lên, mình cần phải có rất nhiều thứ. Thứ nhất, đây là những cái cần này. Nó chính là những cái mà các bạn làm từng sản phẩm một ấy, nó cũng vậy. Và cái này nó cũng vậy, cũng phải chuẩn bị bằng đó những cái thông tin. Picture and video, hình ảnh và video. Hình ảnh và video thì đối với cái trường hợp này thì mình cần phải upload hết lên cái thư mục photo và thư mục video của Alibaba. Và cái mình cần đó là mình phải copy cái link của cái photo và video đó để mình paste vào một trang. Nhìn này, đây nha, cái đầu tiên khi mà các bạn chưa biết gì các bạn phải download cái này về các bạn đọc này. Đào cái này về, đọc cái cách hướng dẫn. Cái này mình sẽ phải đi nhanh thôi, mình sẽ không thể đi chi tiết được. Đọc cái hướng dẫn về làm như thế nào và các bước làm sao. Người ta cần yêu cầu gì, cái này cũng bằng tiếng Anh. Được chưa? Đào cái đó về, người ta sẽ hướng dẫn mình cách điền vào cái file Excel. Và để lấy cái file Excel mình sẽ click vào đây, mình làm lại này. Để lấy file Excel mình click vào Select Category này. Mình lại ví dụ mình chọn category của mình là shopping tray. Ok. Thì họ sẽ hiện ra cho mình một cái file Excel để mình download. Đây, download cái file này về. Download về, mỗi cái ngày hàng nó sẽ yêu cầu những cái thông tin khác nhau cho nên là mình sẽ phải download cái file Excel này về. Thì cái file Excel này nó chứa tất cả những cái thông tin yêu cầu. Chưa? Đây là cái giao diện này. Đây là tất cả những cái thông tin yêu cầu
để các bạn có thể đăng được. Thứ nhất là tên sản phẩm, từ khóa, từ khóa, đây có từ khóa 1 này, từ khóa 2, từ khóa 3, copy vào đây. Cái product photo không phải là cho hẳn cái hình ảnh vào đây nhá, mà là phải làm theo cái copy thành cái link như này này. Đây, product video các bạn phải làm cái link như này. Ví dụ như các bạn upload lên trang Alibaba, upload lên cái phần photo này, thì sau đó các bạn sẽ click vào cái sản phẩm đó và các bạn copy cái đường link trên này này. Đấy, hiểu không? Mỗi cái này nó có phần copy link này, ấn vào copy link, được chưa? Nó sẽ ra một cái link này. Thì cái link này mình sẽ paste nó sang đây. Paste nó sang đây, được chưa? Hình ảnh 1, hình ảnh 2, hình 3, hình 4, hình ảnh 5. Video cũng tương tự, video mình cũng phải up lên như thế. Sau đó đây là những cái product feature mình cần phải điền các thông tin giống y hệt như là cái cách mà mình đăng sản phẩm đơn lẻ. Điền hết các thông tin vào đây. Đấy. Rồi, sau khi điền hết các thông tin tương tự như đó vào đây rồi thì tạo thành một cái file. Tạo thành một cái file và cái file đó các bạn sẽ upload. Cái file đó thì các bạn sẽ upload nó. Đây, sẽ upload cái file đó vào đây. Được chưa? Cái quan trọng nhất là hoàn thiện cái file đó và upload vào đây. Sau đó submit và đợi kết quả thôi. Và có một cái quan trọng là mình cần phải lưu ý. Thứ nhất là Alibaba thường xuyên thay đổi cái template. Bởi vì Alibaba cập nhật rất là nhiều. Không phải là mỗi cái mục này đâu, mà tất cả những cái mục khác cập nhật rất là nhiều. Nên các bạn cũng phải thường xuyên online và các bạn đọc những cái thay đổi. Nếu như mà các bạn thấy có gì bất thường, phải đọc để xem nó thay đổi như nào. Vì nó thay đổi template cho nên là các bạn cần phải đảm bảo là phải sử dụng và download cái template mới nhất. Cho nên mỗi lần mà định làm thì đừng dùng lại cái template cũ, mà lại vào những cái phần lúc nãy mình hướng dẫn đó, và download một cái file Excel mới về để mình điền các thông tin vào đó, xem rằng nó có yêu cầu thêm cái cột gì hay cái hàng gì không. Lần đầu tiên thì nên đăng tải dưới 15 sản phẩm để mình kiểm tra xem là cái độ hiệu quả của nó như thế nào và có cần gì chỉnh sửa hay không. Và cái cách thức này thì có thể đăng tối đa 500 sản phẩm trong một lần đăng. 500 sản phẩm là 500 cái hàng này. 500 cái dòng như thế này là thành 500 cái sản phẩm. Đó. Tối đa là có thể làm được như thế. Nhưng mà đương nhiên là nó rất là mất thời gian trong một lần người ta upload lên. Khi mà các bạn gửi như vậy thì cũng tối đa là mất 24 giờ để đăng tải cho nhiều cái hình ảnh như vậy. Còn lại mà 15 hình ảnh thì chắc mình nghĩ là vài tiếng là Alibaba họ có thể duyệt xong rồi kết quả, trả lời kết quả cho mình là có upload được hay không. Thì cái cách này cũng là một cách khá là hay, các bạn có thể áp dụng, các bạn có thể thử. Không nhất thiết phải thử 15 sản phẩm mà có thể thử 2-3 sản phẩm hoặc 5 sản phẩm trước để xem là cái sản phẩm mình của mình nó lên nó có lỗi gì hay không. Còn nếu như mà thì ok thì có thể dùng cách này để mình đăng, mình upload sản phẩm của mình lên. Bạn Lucia có hỏi, vừa nãy em có bỏ lỡ mất phần chị nói gì về sản phẩm bị cấm. Mình có sản phẩm bị cấm và từ khóa bị cấm không? Từ khóa thì chưa có từ khóa nào bị cấm cả. Mà nó chỉ có những sản phẩm bị cấm thôi. Thì đương nhiên là những cái sản phẩm bị cấm mà. À, sản phẩm bị cấm thì nó liên quan từ khóa bị cấm rồi. Mình quay lại những cái đoạn bị cấm nhé. Cái bị cấm đó thì các bạn có thể vào cái phần này để các bạn đọc này. Lucia nên đọc một cách chi tiết bài bản về những cái chính sách đó. Còn cái lúc nãy mà mình nói bị cấm thì nó chỉ là những cái chung chung của mình tóm gọn thôi. Chứ còn về văn bản của nó thì cũng dài dài á. Nên mình đọc cụ thể hơn thì sẽ rõ hơn. Bạn có thể vào đây. Mình thấy chưa? Vào phần post cái sản phẩm mới ấy, thì nó sẽ có các phần product listing policy. Product listing policy. Đấy, thì nó có một loạt những cái chính sách liên quan đến các sản phẩm. Phần mục này là cái mục những sản phẩm bị cấm này. Ví dụ như thuốc này, sản phẩm liên quan đến dược này, chất cháy nổ này, vũ khí này, súng ống này. Được chưa? Ok nhá. Lucia nên vào đây đọc lại nhá. Bao lâu thì Alibaba sẽ báo cáo, sẽ báo về việc upload có ok hay chưa, thì nó mất bao lâu thì nó phụ thuộc vào cái số lượng sản phẩm của các bạn này. Là các bạn
đăng nhiều hay đăng ít. Ví dụ như 5-10 sản phẩm thì có thể nó mất khoảng mấy tiếng thôi, nhưng mà đăng khoảng 500 sản phẩm hoặc là 100 sản phẩm trở lên nó sẽ mất nhiều thời gian hơn để họ duyệt hoặc kiểm tra. Theo kinh nghiệm của mình thì nên đăng bulk upload hay là đăng bài lẻ. Thực ra nếu như mà mình đăng bulk lên thì mình cũng mới chỉ thử ít thôi, chứ mình cũng không có làm nhiều, bởi vì là cái thời điểm mà mình bắt đầu làm Alibaba thì nó chưa có cái phần bulk upload này, và mình đã thường xuyên mình chỉ đăng bài lẻ thôi, chứ mình chưa có làm cái bulk upload. Độ gần đây, nhiều năm gần đây thì nó mới có cái phần bulk upload này, mà thực ra là sản phẩm của mình đã lên rồi, cho nên là mình cũng không có làm lại cái phần bulk upload này. Nhưng mà theo mình thì các bạn cũng nên cứ nên thử đi, thử để biết xem là nó như thế nào. Và mình nghĩ là nó có một cái cách mới và cách chính sách có cách mới như này thì không phải tự nhiên mà có đâu, mà nó đã giúp cho các doanh nghiệp có cái cách thức làm nhanh hơn ấy, nên chắc chắn là nó sẽ có độ hiệu quả hơn. Các bạn sẽ không mất quá nhiều thao tác để các bạn chọn cái ảnh này, xóa ảnh kia hoặc là top lên, mà các bạn chuẩn bị một cái file đầy đủ và các thao tác còn lại là cái hệ thống Alibaba nó làm cho các bạn thôi. Thì các bạn cũng nên làm nhé. Ok. Thì cái bài giảng của mình ngày hôm nay đã hết rồi. Thì rất là cảm ơn trong cái buổi giảng ngày hôm nay các bạn đã đặt rất nhiều câu hỏi, và mình nghĩ nó cũng là một cái câu hỏi khá là hay và sắc đáng. Rất là mong các bạn sẽ làm được và tăng được những cái sản phẩm tốt lên để thu lại được những cái lượt view, lượt click, rồi cũng như những cái inquiry của khách hàng. Thì các bạn cứ làm đi, khi nào mà cái số sao của các bạn lên đến khoảng 2 sao, 3 sao, các bạn sẽ thấy rằng là khách hàng đến với các bạn sẽ khác rất là nhiều. Bởi vì mình cũng đi từ con số 0 lên đến 3 sao, mình không dùng keyword, mình không dùng KWA, cho nên là mình chỉ dùng đến 3 sao tối thiểu thôi nhá. Nên là khi mà các bạn đã ở 3 sao rồi thì khách hàng sẽ đến với các bạn rất là nhiều. Cái việc mà có chốt được đơn hàng hay không thì đó là phụ thuộc của mình rồi, nó không còn phải là do Alibaba nữa. Rất cảm ơn các bạn đã có mặt ngày hôm nay. Cái thông tin liên hệ của mình thì mình có để phía bên trên. Mình không để ở đây. Chắc nữa mình sẽ add thêm cái thông tin về Zalo cũng như số điện thoại ấy. Nếu có cái gì mà thắc mắc các bạn có thể hỏi mình. Thì cái file PowerPoint này cũng như những cái file Excel mình sẽ gửi lại cho các bạn thông qua cái bên vận hành của Alibaba. Thì các bạn ấy sẽ gửi cho các bạn sau khi mà các bạn làm cái survey nhé. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người thành công. Hẹn gặp lại.